Ok, admit rồi. À, vừa rồi có một bạn BM của SAB vừa mới join. Ok, dạ rồi. Thì đầu tiên là welcome mọi người tới với buổi guest lecture ngày hôm nay. Thì đây là một cái buổi chia sẻ thuộc cái khuôn khổ của khóa học Breaking into Product Management ở batch 4 về quản lý sản phẩm ha. Thì đây là một cái hoạt động nơi mà tụi mình mời các anh chị có thâm niên trong ngành về chia sẻ một số những cái case study với lại những cái kinh nghiệm thực chiến của mọi người trong quá trình mọi người làm quản lý sản phẩm. Thì cái buổi này nó sẽ đâu đó giúp cho các bạn học viên có thêm những góc nhìn về việc là làm quản lý trong sản phẩm trong thực tế thì nó sẽ như thế nào, với lại đồng thời cũng có thể có những cái cơ hội giao lưu hỏi đáp giữa các bạn trong cộng đồng với khách mời của cái buổi hôm nay. Rồi thì cái buổi hôm nay disclaimer là tụi mình sẽ ghi hình và sẽ phát lên YouTube, cho nên là nếu mà các bạn muốn nổi tiếng và được lên kênh 9000 sub của Dagny thì hãy bật cam. Nói chứ nếu mà mọi người có thể sắp xếp để bật camera được thì nhờ mọi người bật camera ha, để có thể là anh tác nói chuyện sẽ nhiều cảm hứng hơn. Rồi thì đó là một cho mọi người bật cam ha. Rồi thì ngoài ra thì Dương cũng muốn chia sẻ nhanh một tí xíu là cái buổi hôm nay thì mình có được hân hạnh được hỗ trợ truyền thông bởi chương trình The Eight Program. Thì đây là một cái dự án của mấy bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội thuộc tổ chức ISEC Việt Nam. Thì Eight Program là một cái hệ sinh thái toàn diện về những cái chương trình trong quản lý sản phẩm cho các bạn sinh viên. Thì ở bên Eight Program sẽ tổ chức rất nhiều những cái hoạt động phi lợi nhuận ha, thì sẽ có những cái cuộc thi hoặc là những cái workshop mà nó phù hợp cho các bạn muốn tìm hiểu về cái ngành quản lý sản phẩm. Thì đây là những chương trình đều được hợp tác với những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam như là công ty ZaloPay, Momo hoặc là VNPay. Rồi thì nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu thêm về các chương trình của A Program hoặc là những cái cộng đồng về breaking những cái cộng đồng quản lý sản phẩm thì có thể xem description ha. Rồi thì đó là phần giới thiệu và không hề quảng cáo của Dương, cho nên là bây giờ thì Dương sẽ pass lại tiếp cho Thành ha, để Thành chia sẻ một tí xíu về context của cái buổi hôm nay và một tí xíu về anh Phát. Ok, hello mọi người. Thì hôm nay mình rất là vui khi mà mời được anh Phát về đây. Thì cơ duyên mình biết đến anh Phát thì cũng hơi dây mơ rễ má, nhưng mà anh Phát là sếp cũ của vợ mình, vợ mình cũng có làm Tiki. Thì thông qua vợ mình thì mình cũng biết đến anh Phát, và mình nghĩ là việc làm sản phẩm ở Tiki thì nó sẽ rất là thú vị. Và anh Phát là một người đã có nhiều cái thâm niên và nhiều cái câu chuyện thực chiến ở trong lĩnh vực làm product, nên mình nghĩ là buổi hôm nay thì rất là mong chờ những cái phần chia sẻ thú vị của anh Phát, cũng như là những câu hỏi từ mọi người, để mà mình có cái không gian để trao đổi bàn luận và đào sâu thêm về những cái liên quan đến quản lý sản phẩm. Ok, thì chắc là giới thiệu như vậy thôi, em sẽ pass lại anh Phát để anh Phát bắt đầu phần trình bày của mình. Ok, cảm ơn Thành, cảm ơn các bạn. Xin chào mọi người. Thì nghe mấy Thành giới thiệu cũng đau to búa lớn quá, chắc Phát cũng không chấp nhận đâu. Thật ra vẫn đang đi làm, và mỗi ngày vẫn đang kiểu sắp mặt để giải quyết vấn đề, và vấn đề về mặt con người thì nó vẫn luôn diễn ra. Cho nên là cũng không dám tự nhận mình là giỏi giang gì hay là senior gì. Chẳng qua là vì Phát hay nghĩ là Phát có một số cái cơ may được làm với nhiều con người, một số công ty cũng lớn, số lượng nhân sự cũng đông, rồi cũng được may mắn được cũng được coaching bởi nhiều người cũng khá giỏi, cũng nhiều anh chị, cũng nhiều cơ duyên, nói chung là cái chữ duyên á. Cho nên là cũng được ngồi đây thì thật ra cũng chả phải là dạy gì ha. Thì cũng expect khi mà nói chuyện với Thành á, thì cũng expect là ok, có thể mang một cái gì đó mình từng trải qua, có thể là một kinh nghiệm thương đau, hay là chính là cách tôi đã giải quyết vấn đề nó như thế nào thì share lại cho mọi người. Thì maybe trong một số tình huống mọi người có thể giải quyết cái vấn đề đó, có những giải pháp thậm chí tốt hơn Phát nữa. Nhưng mà Phát cứ bring ra những cái case study thực tế, hay là cái cách Phát làm như thế nào, dựa đó thì mọi người sẽ có được cái góc nhìn đa chiều hơn. Rồi thì chắc là Phát share cái slide của mình. Mà trước khi bắt đầu thì hôm nay mình có 1.5 tiếng đúng không Thành? Dạ đúng rồi anh, 1.5 tiếng thì chắc là phần trình bày của mình tầm 45 phút tới 1 tiếng, còn lại thì chắc là kêu anh này. Dạ. Không, cái đặc sản của tụi em đó là đặc sản lố giờ. Cho nên là dạ. Nên là anh cứ xe thoải mái nha. Ok. Dạ dạ. Rồi, Phát đến đây với mọi người á, nó sẽ có một cái từ thôi là collaboration, và đặt cái title cho nghe nó giữ là collaborative power. Thật ra thì nó xung quanh cái câu chuyện là làm sao
không gọi là stakeholder management, kiểu mình cũng không đi quản lý ai, mình cũng không cố gắng có những cách đi quản lý hết mọi người. Cho nên là thường cái cách mà Phát hay phối hợp á, là Phát hay dùng với team á, là collaboration, làm sao tôi phối hợp được người đó, tôi tận dụng được cái sức mạnh của người đó, tôi leverage được cái thế mạnh của ông đó, cái skill của ông đó, thì nó là collaboration. Thì chắc là trước khi bắt đầu chắc Phát đi nhanh qua cái nhân một tí. Đây là cái profile, hôm nay chắc giống đi phỏng vấn quá ha. CV của Phát mọi người có thể xem LinkedIn các kiểu, nếu mà muốn coi chi tiết thì Phát cũng không đi quá nhiều. Mà hiện tại thì Phát đang ở Tiki, thì Phát cũng là product manager thôi, Phát phụ trách chung cho commercial và consumer tech ở Tiki của mình. Trước Tiki thì Phát có làm một khoảng thời gian không nhiều, khoảng đâu đó tầm 7 đến 8 tháng ở Grab Finance Việt Nam, là bên cái chỗ ví Moca ngày xưa á, nhưng mà không riêng Moca mà nó toàn bộ dịch vụ liên quan đến Grab Finance. Trước đó thì Phát cũng có khoảng 4 năm ở Chợ Tốt, còn before thì Phát có kinh nghiệm làm BA khoảng 2 năm và Product Analysis khoảng 1-2 năm gì đó. Summarize lại thì đâu đó tầm 10-13 năm cỡ đó. Phát đi làm năm 2012, thì đây là cái kinh nghiệm cơ bản thôi. Hy vọng là nếu mà Vi vào phỏng vấn mà ở đây trong một buổi tương lai nào đó mọi người là sếp thì Phát vào không chứ thì chắc Phát cũng share lại cái profile y chang thế này thôi. Ok, sơ qua về bản thân đấy. Rồi hôm nay thì Phát sẽ cố gắng trình bày như là cái agenda của Thành, thì sẽ nói trong vòng 45 phút đúng không, thì nó sẽ có bốn cái phần, bốn phần chính, thì là cái motivation vì sao mình phải làm cái công việc này. Phát sẽ đưa ra một số cái example cho mọi người thử tương tác thử xem như thế nào. Và cái số 3 và cái số 4 là những cái kinh nghiệm, những cái practice mà Phát hay áp dụng, là cái số 3, và cuối cùng là những cái kiểu nó mo về, nó là soft skill cũng không đúng, mà kiểu mình tích nhặt được, mình gọi là bị vả ra vài phát xong mình khôn ra được chẳng hạn. Thì nó cũng có một số cách hay mà kiểu gọi là nên nên technique đấy, thì Phát cũng muốn share luôn để mọi người có một cái góc nhìn từ technique lẫn lên technique luôn, nó xem như thế nào ha. Và cuối cùng thì là mình sẽ đi sâu vào Q&A, mình sẽ dành nhiều time cho Q&A hơn. Rồi, câu hỏi đầu tiên cho mọi người gọi là tập thể dục não tí thôi. Thế theo mọi người thì vì sao mà chúng ta đi làm, nghe nó rộng thế, vì sao chúng ta đi làm phần mềm, hay là vì ở đây chắc là toàn bộ là phần mềm đúng không? Có ai ngoài trái ngành không? Thì giờ câu hỏi đơn giản thôi, các bạn có thể là QC, các bạn có thể là PM, các bạn là BA, anybody else, thì vì sao chúng ta đi làm, vì sao chúng ta tham gia vào một cái quy trình phát triển. Thì mọi người thử nghĩ xem. Tầm khoảng 20 giây nha, tự đặt câu hỏi trong đầu ta. Hay có bạn nào thử volunteer, Phát cần một cái cánh tay thử, các bạn share giúp Phát xem là đối với cá nhân bạn thì vì sao bạn bạn tham gia vào cái phần mà phát triển sản phẩm, đặc biệt là phần mềm. Thật ra thay đổi thế giới. Để thay đổi thế giới. Okay, mọi người hãy comment trên cái chat chat mọi người. Mọi người hãy comment nhé. Rồi thì chắc để không mất thời gian ha, thì cho mọi người tập thể dục xíu thôi. Đây là giống một câu hỏi tu từ ấy. Thì đó, Phát thấy Thành có một cái dùng một cái từ là add value, thì Phát rất là thích cái từ đó, và thực ra đó chính là cái thông điệp mà Phát muốn truyền tải tới luôn, là add value. Thì cá nhân Phát ngày ban đầu, cái thời điểm mà mình mới ra trường, mình nghĩ khi tôi đi làm thì là để tôi có lương, vì không ai đi làm kiểu mình không làm donation, mình cũng không làm từ thiện, mà thậm chí mấy bạn từ thiện bây giờ Phát thấy cũng có lương nha, không được lương đó là không có. Thời gian đầu thì nó nghĩ thế, sau này thì nghĩ là tôi cần phải phát triển cá nhân, tôi cần phải grow, tôi cần phải trở thành ông này bà nọ, tôi cần phải là senior trong lĩnh vực này nọ kia, các kiểu rồi tôi thành công. Nhưng mà sau khi mọi người thấy là để đạt được những thành công đó, những cái người mà họ đạt được thành công ấy, thực ra câu chuyện cuối cùng á, là họ tạo ra một cái value gì đó. Thì value là value cho ai? Chứ chúng ta thử hình dung khi chúng ta build một cái sản phẩm đi, chúng ra một sản phẩm đó mà không ai xài hết, thì theo mọi người á, cái value đó có không? Mà chúng ta đi tự hào là tôi build một sản phẩm trong vòng 2 tháng, tôi ngồi tôi phân tích đủ hết, tôi có hết mọi góc ngách này nọ, tôi làm rất là xịn, tôi làm áp dụng đủ hết, nào technique, nào experiment, nào A/B testing, xong hỏi có bao nhiêu người dùng? Không có. Thế thì value là gì? Thì Phát hay đặt câu hỏi như thế. Thì câu hỏi đặt ra là khi mà trong quá trình mình đi làm, mình phát hiện là khi mà tôi làm thì tôi muốn đặt hết cái tâm sức vào, thì để cuối cùng là cái người dùng cái sản phẩm của tôi, cái sản phẩm của tôi nó phải tạo ra một cái giá trị gì đó cho người dùng, và khi mà người dùng họ happy thì là xã hội này happy. Đơn giản ví dụ ngày xưa Phát làm ví dụ Momo đi, Mocha đi, thì có phải là
mình tạo ra một cái tính năng nào đó cho ví Moca mà người ta có thể top up, người ta có thể chuyển tiền, và khi người ta chuyển tiền được là người này chuyển tiền cho người nọ, thì xã hội nó tạo ra có một cái dòng gọi là cashless nó đang chạy qua. Thì cuối cùng là ok, xã hội chúng ta thay vì đi từ thanh toán tiền mặt thì chúng ta có những thanh toán gọi là cashless, và cảm giác là social nó được cái value đó. Thì thật ra là một cái quy trình của mình là ok, tôi tạo ra sản phẩm, cho tạo ra value cho sản phẩm của tôi tạo ra từ sản phẩm nó sẽ tạo tiếp tục value cho người dùng và tiếp tục là cống hiến cho xã hội. Và ngược lại, cũng không công ty nào thuê các bạn về chỉ để ngồi là tạo ra không không tạo ra cái gì, đúng không? Tức là công ty cũng cần, công ty cần chúng ta vì công ty cần họ chúng ta cung cấp được một cái năng lực nào đó, ví dụ QC thì có thể giúp test sản phẩm, product thì có thể giúp define ra một cái sản phẩm, thậm chí là một cái bạn gọi là customer service, hay thậm chí một cái bạn lễ tân ngồi bên ngoài đi, thì các bạn nó cũng tạo ra được value. Mà khách hàng đi vào công ty thấy ai, thấy đầu tiên thấy lễ tân, thì rõ ràng lễ tân cũng tạo được value. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta lễ tân chúng ta chả có value gì hết. Thì cuối cùng là cái doanh nghiệp đó nó phát triển, khách hàng happy với doanh nghiệp thì doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ, xã hội cũng happy. Không có một xã hội nào mà bền vững nếu mà không có doanh nghiệp nào phát triển, đúng không? Chúng ta nhìn vào những cái nước kém phát triển thử xem, thì cũng y chang như thế thôi. Thì cái thông điệp lớn nhất mà Phát nói chúng ta muốn tạo ra giá trị và giá trị đó sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi, thì đây chính là một cái tinh thần đầu tiên mà Phát muốn đặt nền móng. Mà Phát nói hơi nhiều ở chỗ này, bởi vì xuyên suốt những cái phần phía sau á, nếu mà chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta làm cái gì á để mang lại giá trị cho mình, đây là nhiệm vụ của tôi, đây không phải là scope của tôi, đây không phải là trách nhiệm của tôi, ok, đó là trách nhiệm anh ấy, anh kiếm anh ấy đi, thì chúng ta hãy nghĩ lại xem là nó có tạo ra value gì không. Mà nếu chúng ta nó không tạo ra value thì nó sẽ không có một cái motivation gì để chúng ta đi tiếp được. Thì cái câu hỏi đầu tiên là Thắng muốn là dậm đi dậm lại để cho mọi người hiểu là tất cả những cái cốt lõi của việc collaboration và influence được những cái stakeholder nó nằm ở câu chuyện là tạo ra value. Rồi thì đi tiếp, vậy thì câu hỏi kế tiếp nè, thế khi mà Phát nói chuyện với nhiều người, cả team member, cả những cái bạn trong công ty cùng phòng ban, rồi các phòng ban, thậm chí những cái bạn mà gặp Phát để phỏng vấn đi vào Tiki, hay trước đó là có thể là Chợ Tốt hay là Grab, mọi người đã đặt câu hỏi là thế ở vai trò là một PM, thậm chí một BA đi, các bạn đa phần là BA chẳng hạn, thì mọi người nghĩ là cái vai trò chúng ta làm gì? Thì rất nhiều bạn nói em ngồi em viết document, em ngồi em phân tích, em làm giải pháp, thì đa phần các bạn đều nói như thế. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta dấn thân vào công việc đó, đâu phải chúng ta chỉ tập trung vào những việc đó đâu, chúng ta làm rất nhiều thứ. Sếp bảo em ơi chiều nay chúng ta phải viết một report, ok em viết report. Sếp bảo là phải đi interview, phải interview. Thậm chí là ngày xưa khi Phát làm về mặt gọi là tích hợp những cái gọi là phương thức thanh toán, là từ Napas, Momo, Zalo Pay, thậm chí những cái bạn như Trading Social này nọ, mình gặp rất nhiều, và thậm chí mình cũng phải đi gặp đối tác, mình cũng phải sharing, tại vì bản thân các bạn sale, các bạn làm về gọi là business development, các bạn cũng đâu có những cái kiến thức đủ về mặt sản phẩm đâu. Thì chúng ta làm hết những việc đó nào, rồi troubleshoot, thậm chí những công việc như là team member của mình đâu hôm đó nó gặp nó buồn chuyện gì đó, làm sản phẩm ra bất, nó cãi lộn với stakeholder khác, mình cũng phải đi giải quyết tất tần tật. Những việc đó đều là chúng ta phải tham gia, chứ không phải đơn giản khi chúng ta đi làm cái trong cái JD chúng ta mô tả là bạn cần phải viết requirement, bạn cần phải làm gì solution, thì chúng ta đi làm bao nhiêu đó đâu, chúng ta làm tất tần tật mọi thứ. Và Phát tin là ở cái vai trò của mọi người, khi mọi người bước chân vào một doanh nghiệp, thậm chí là mọi người bước chân vào một cái team mà mọi người muốn chất lượng cho cái team đó, thì mọi người phải làm rất nhiều thứ, chứ không đơn giản câu chuyện là ngồi thiết kế thôi. Rồi đó, thì từ cái chỗ này mọi người lưu ý, mọi người thấy đấy không, chúng ta làm rất nhiều thứ, thì bởi vì rất nhiều thứ đó cho nên bản thân chúng ta không có làm một mình, mà chúng ta cần phải việc này tôi cần ông kia phối hợp, việc này tôi cần ông kia giúp, thậm chí là một số công việc là thậm chí là tôi không làm được luôn, cái ông đó phải làm giùm tôi hoàn toàn luôn, bởi vì chỉ có ông mới có năng lực đó. Cho nên là nó sẽ là một cái tiền đề, nó là một cái input cho mình để đi đến câu chuyện là tôi muốn quản lý stakeholder và tôi muốn tận dụng được sức mạnh của họ. Rồi thì thật ra trước đây á, ngay cái giai đoạn mà thời mà Phát còn mới đi làm, thậm chí sau này luôn, từ 2015, 2016 luôn, mình vẫn nghĩ là stakeholder nó nằm ở đâu đó ở cái bước số này. Có nghĩa là ok, mọi người biết về V model đúng không? Mọi người biết về những cái gọi là waterfall model, thậm chí là bây giờ mình làm product đi, mình ngồi mình phân tích hết các kiểu rồi. Thì đa phần bản thân Phát luôn, nó có một cái sai lầm là mình stakeholder là khi mà mình deliver hết, mình code xong hết rồi mình chuẩn bị release. Thế là hey mọi người ơi, chuẩn bị release, hôm nay chúng ta có một buổi demo, thì chúng ta mới kéo hết stakeholder vào và chúng ta ok, sắp tới em sẽ release tính năng này nè, giao diện nó vậy nè, và chúng ta đã ship, và chúng ta launch ra. Nhưng thực tế thì những cái chúng ta làm á, chưa chắc là nó phản ánh được hết các nhu cầu của stakeholder. Và thực tế và Phát Phát thì trong trường hợp là ngày xưa Phát làm như thế, thì nó bị một trường hợp là lúc này thì cái user đó họ nói ủa sao này làm không hỏi tôi, cái chỗ này không có đúng, hay thậm chí cái ông bà vận hành nói không, cái chỗ này làm như thế là rất là tốn công vận hành, em không hỗ trợ được. Và thậm chí là ghê rợn hơn nha, bà legal nhảy vô nói không được em ơi, cái này là sai cái legal rồi, mình không có thể go through được cái này được, em về em làm lại đi. Thì cái đó là một tình huống nguy hiểm nhất mà thực tế nó đã phát sinh luôn.
Cho nên là thường mọi người hay có một thói quen là mọi người hay tự nghĩ là em nghĩ là đây là giải pháp tốt, em nghĩ là đây là vấn đề, em nghĩ đây là giải pháp, và em nghĩ là đây là cái deliver tốt nhất, và chúng ta tự hào đi khoe rằng chúng ta làm trong cái này trong vòng 2 tháng, chúng ta tự hào khoe đôi của mình viết hay, chúng ta tự hào khoe là tech savvy, chúng ta tự hào khoe lúc này apply rất nhiều nào AI nào blockchain, nhưng cuối cùng user xài không được bởi vì chúng ta đang bị thiếu rất nhiều input. Thì từ cái chỗ đó đó thì Pháp thấy là để mà đúng á, stakeholder nó không nằm ở đây mà nó nên là một cái bước xuyên suốt từ đầu, để từ lúc mà mọi người bắt đầu đi làm, tôi muốn biết về cái vấn đề tôi là gì, tôi biết người dùng là gì, tôi biết thị trường là gì, đến giai đoạn tôi phân tích vấn đề, tôi phân tích giải pháp, tôi lên kế hoạch thực hiện, tôi delivery, thậm chí tôi go to market, thì tất cả những cái đó nó sẽ là stakeholder management. Đồng thời với đó chúng ta phải có, ok, chúng ta phải hiểu về cái domain knowledge, chúng ta làm fintech chúng ta phải hiểu về fintech, chúng ta làm về e-com chúng ta phải hiểu về e-com, thì nó là domain knowledge. Và chúng ta phải có strategy, có nghĩa là chúng ta biết là ok, sắp tới trong vòng 6 tháng 1 năm chúng ta làm cái gì, định hướng công ty là cái gì, nhu cầu thị trường là cái gì, thì nó là product strategy. Thì cái phần stakeholder management, cái tầm quan trọng nó cũng tương tự như domain knowledge và product strategy, tức là nó phải đi xuyên suốt chứ nó không phải là một bước nào trong đây hết. Thì đây là một cái model mà để cho mọi người thấy là cái tầm ảnh hưởng và cái lúc mà chúng ta làm stakeholder nó nằm ở cái bước nào. Rồi, vậy thì câu hỏi nữa là who is stakeholder? Chắc là mọi người cho phép một cái điện thoại đi. À, mọi người scan cái QR này mình chơi 3 phút thử rồi mình eye break tí được không? Mọi người scan với phát cái QR này nhé. Phát cũng chơi luôn. Rồi, mọi người vô được hết chưa? Mọi người thấy cái giao diện Silo mà nó hiện ra cái màn hình Q&A là đúng rồi đó. Rồi, chắc là phát bắt đầu luôn để tiết kiệm thời gian nha. À, phát sẽ gửi cái link này vào đây để cho mọi người tham gia cho nó dễ. Nếu mà bạn nào vào sau mà không kịp scan QR thì mọi người sẽ vào trực tiếp đây nhé, hoặc là mọi người trên máy tính thì mọi người thấy đây. Rồi, thì phát bắt đầu nha. Câu hỏi của cái phần I break này là, rồi hãy mọi người type một món thôi nha, dài bao nhiêu ký tự cũng được, tên món ăn mà mọi người yêu thích là cái gì, món ăn cũng được nha, nước uống cũng được, hoặc là everything, miễn là nó nạp vào người được thôi đó. À, bánh canh cua, bánh mì, wow. Sườn xào chua ngọt, nhiều người thích chứ vậy. Ok, fine. Rồi, mình còn khoảng 10 giây đi. Mọi người xài vào nhé. Ok, tự nhiên 9 giờ mà không biết ở đây có ai chưa ăn tối không ta? 9 giờ mà nhắc món ăn, không biết không có ai bị đói đêm không? Rồi, ok. Thật ra cái game này đi đâu khi mà phát sharing cho team, phát ở trong công ty cũng vậy. Vợ Thành chắc cũng đã nghe chơi cái game này rồi. Thì câu hỏi đầu, khi mà phát đặt câu hỏi là khi mà mọi người nói là mọi người thích món ăn gì á, thì ở đây mọi người thấy rất nhiều đáp án, mà sẽ có những đáp án nhiều người thích thì nó sẽ show to ra là sườn xào chua ngọt là nhiều người thích, nhiều người thích sushi. Ngoài ra thì có người thích bánh mì, có người thích bánh tráng trộn, có người thích bún cá, có người thích bún bò, rất nhiều món. Tức là mỗi người họ sẽ có một khẩu vị, mỗi người họ sẽ có một cái sở thích riêng. Và không 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 phải ở câu chuyện là món ăn không nha. Ví dụ như phát nói là ok, phát và vợ phát hai hai người cùng thích bún bò, nhưng mà thực ra khi mà ăn bún bò có người lại thích cay, có người thích không cay, có người thích phải nặn chanh, có người thích phải ăn rụng, có người thích ăn rau không rụng, có người thích ăn gân, có người thích ăn chả, có người thích ăn tái. Thì cái nhu cầu về mặt khẩu vị là nó khác nhau cùng là một món. Và thậm chí là trong một cái phòng ban có những người, tức là họ nói là tôi thích ăn bún bò, nhưng có những người họ không ăn được bún bò luôn. Có nghĩa là giả sử chúng ta đang ở một cái khu bếp mà cái người phục vụ đó họ nói là ok, tôi thích bún bò hay là tôi nấu bún bò cho cả phòng ăn, và không cần quan tâm là cái phòng này có ai không ăn được bún bò không, là thậm chí là trong cái phòng này có ai ăn chay không, hay là thậm chí trong phòng này có ai là cái người đạo gì đó hay không mà mình chúng ta không ăn được những cái món có bò hay không. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ đưa tôi nghĩ rằng cả phòng này sẽ thích bún bò bởi vì tôi thích bún bò. Thì cái câu chuyện về mặt stakeholder management nó cũng tương tự như vậy luôn. Khi chúng ta quản lý stakeholder, nếu chúng ta chỉ đặt là tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thích, tôi nghĩ đây là vấn đề, tôi nghĩ đây là giải pháp, và chúng ta tự đưa ra cái assumption của mình, thì nó cũng y chang như cái câu chuyện là cái món ăn tôi thích, có thể người đó họ ăn được nhưng mà họ không thực sự happy, có thể người đó họ không ăn được luôn, và thậm chí cái người đó họ ăn họ rất happy cũng có trường hợp đó.
Và trong trường mọi người thấy tình huống là trường hợp mà nó nguy hiểm hơn là ok, chúng ta đang cần một cái phòng mà tất cả chúng ta cùng phải là phải có một cái sáng tạo ý tưởng gì đó, và nếu chúng ta không có ý tưởng sáng tạo thì sắp tới doanh nghiệp chúng ta sập, và chúng ta có một cái bạn đầu bếp và tôi là bạn đầu bếp và tôi phải phục vụ cho cái phòng đó, thì sẽ ra sao nếu một cái phòng đó được phục vụ món ăn mà có người không happy? Thế là người đó nguyên một cái buổi đó bảo ngồi đi brainstorm, bảo đưa ra idea, thì làm sao cái người stakeholder đó đưa ra một idea tốt được? Thì Phát lấy ví dụ đây, có thể là nó không thực sự chính xác với câu chuyện stakeholder management, nhưng nó sẽ giúp cho mọi người có một cái liên tưởng là khi tôi làm câu chuyện về mặt stakeholder management, nó cũng tương tự như việc là chúng ta là một người đầu bếp phục vụ cho một cái phòng ban rất nhiều con người, rất nhiều sở thích. Thì tương tự như vậy, stakeholder chúng ta cũng vậy. Stakeholder chúng ta có người là cái người vui tính, có người khó chịu, có người là ít thích, không thích nói. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là ok, ai cũng vui, ai cũng thích nói nhiều thì ai cũng happy, là đâu có được, đúng không? Đó, thì đó là cái câu chuyện lấy ví dụ để cho mọi người có một cái hình dung cơ bản về việc stakeholder management. Rồi, trước khi đi vào cái phần how to á, thì Phát sẽ đưa ra một số cái common mistake. Thì trong quá trình mà Phát đi làm, không riêng gì ở Tiki, thậm chí trước đó đi, thì một số cái mistake mà Phát thấy phổ biến nhất là mọi người focus quá nhiều về mặt solution. Tức là khi mà tôi làm việc, tôi không stakeholder ngồi lại với nhau, mọi người không cần khe là thị trường đang có cái gì, nhu cầu cái gì, hay cái chuyên môn người đó có gì, mà người chỉ cần tập trung vào cái solution đó, và người không hề collect những cái thứ nào khác ngoài solution hết. Cái mistake thứ hai đó là câu chuyện là chúng ta không có collaboration. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ sắp tới đi, Phát phải làm một cái tính năng gọi là thanh toán gì đó, ví dụ gì đi. Và chúng ta luôn nghĩ rằng là ok, tôi biết hết rồi, tôi làm hết rồi, tôi nghĩ là với kinh nghiệm tôi làm 5 năm trong lĩnh thanh toán thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Nhưng mọi người không quan tâm đến việc là làm cái này thì kế toán có đi tiền được không, kế toán có reconcile được không, chốt sổ như thế nào, dòng tiền nó đi vào đâu. Nói hơi chuyên ngành về mặt về phi tí, mà mọi người hình dung là không phải bất kỳ một giao dịch nào vào thì kế toán cũng chịu, họ sẽ phải biết là bút toán vào tài khoản nào và số tài khoản nào. Nhưng ở vai trò là product manager, chúng ta không có những cái collection đó, chúng ta không tận dụng được nguồn lực của những anh chị kế toán đó, chúng ta tự cho rằng đây là giải pháp tốt, thì đó là một cái mistake mà nó thậm chí nó dẫn đến một cái rủi ro rất là nguy hiểm, là khi chúng ta launch sản phẩm chúng ta không xài được bởi vì kế toán reject cái giải pháp này. Rồi, too many assumption, tôi đặt quá nhiều assumption mà tôi không nghĩ là tôi nghĩ là cái bộ phận sale sẽ thích giải pháp này. Tôi nghĩ là khi mà đưa ra thì sale sẽ đi săn được khách, mà thậm chí chúng ta còn chưa hỏi ý kiến bạn sale là nếu mà làm cái này nó có phù hợp hay không. Như đợt vừa rồi khi mà Phát nói chuyện với một cái chị bạn Phát làm lên một bất động sản, chị nói là khi mà cái bạn rồ đất trong team của chị thiết kế giải pháp á, chị nghĩ là ok, giải pháp của mình là chỉ cần đưa lên sệt một cái sản phẩm giống như kiểu bất động sản.com.vn, công ty đó không phải là bất động sản.com, thì đơn giản lên chỉ search là nó ra tất cả sản phẩm thôi. Nhưng mà bạn không nhìn vô lại là cái bản chất doanh nghiệp của bạn, thế mạnh của doanh nghiệp bất động sản nó không phải là việc show ra toàn bộ những sản phẩm như là của bất động sản.com.vn. Thế mạnh của họ là những cái căn hộ mà là sơ cấp, là những căn hộ mà có giấy tờ pháp lý rõ ràng, thì người ta search ra nó ra hàng loạt sản phẩm để làm gì, nó chỉ cần ra những cái thông tin rất rõ ràng như thế thôi. Thì chỉ đưa cho Phát một cái ví dụ, thì cái bạn PM làm thậm chí bạn còn không clarify với bộ phận sale, không clarify với phòng ban khác, bạn tự cho rằng là ok, thị trường PropTech nó đang như thế, thế bạn vẽ ra một cái giải pháp rất đẹp y chang với đơn giản nhân cơ như em, nhưng cuối cùng không 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 hữu dụng, không xài được, và nó không hiệu quả, nó không đáp ứng được cái unique selling point của doanh nghiệp đó. Cái số 4 đó là cái câu chuyện mà một cái solution mà khi mọi người đưa vào, mọi người không có khả năng influence được, thậm chí là sếp của mình. Thế là khi mà đưa vào cái phần giải pháp, sếp bảo ok em về em làm thế này đi, và thậm chí bạn còn không dám cãi lại luôn, bạn không có cách nào bạn manage được sếp mình luôn. Thế là khi bạn đưa ra một giải pháp, hay là giải pháp nó fail, thế theo theo mọi người, các bạn có dám tự hào đi nói với stakeholder là nó fail bởi vì sếp bảo em làm thế không? Không, tại vì bạn là PM, nếu bạn không bạn nghe sếp bạn làm thì thế thì cần quá gì cần PM nữa, thôi để sếp tự làm đi. Và cái câu chuyện cuối cùng là một số công ty, nhất là những công ty về công nghệ, khi mà mọi người làm quá nhiều cái tech, đặc biệt là những cái vị trí cao mà có sức ảnh hưởng như là CTO này nọ, mà họ xuất thân thuần là tech, họ sẽ hay có một thói quen là blockchain ngon lắm, apply đi, AI là xịn lắm, mà apply đi, cái ngôn ngữ này xịn lắm, mọi người apply đi, mọi người đi collect ở đâu đó, ngôn ngữ ở đâu đó xịn rồi, mọi người đi tự hào đi khoe với cả mạng xã hội là cái sản phẩm tôi này, cái product tôi này apply công nghệ xịn lắm, xong hỏi nhiều user biết, thậm chí còn không track nữa, có người track thì chả ai xài. Thì đó là một số cái common mistake mà Phát nghĩ là trong quá trình mình đi làm việc với rất nhiều con người, từ tech đến non tech đến business đến vận hành marketing, chúng ta sẽ phải đối mặt. Thế theo mọi người, ngoài những cái vấn đề mà Phát kể ra thì mọi người còn thấy vấn đề gì nữa không? Cho Phát một một hai cái thử xem.
dễ bị emotional. Yeah, right. Rất nhiều bạn nha, đừng đừng nói là nữ, tại vì nhiều bạn nói là nữ là người với nữ, thậm chí bạn khác nha, nhiều công ty luôn nó nói không, tao không tuyển nhân viên nữ. Lâu lâu nó cãi nhau với bạn trai nó xong vô nó làm trận làm thượng giải pháp gì đâu thấy sợ luôn. Thì mọi người nói đùa cho vui thế thôi, nhưng mà thật ra emotional là một trong những cái họ thấy cũng rất là ảnh hưởng khi làm việc cái stakeholder. Tôi không thích ông đó, nên cái tất cả những cái từ ngữ nào được được xuất phát từ cái miệng của ông đó là tôi không thể nào chấp nhận, nó không bao giờ là giải pháp. Người ta bị bias, người ta bị những cái thành kiến nó che luôn tất cả những cái đó rồi. Còn theo tình huống, cái này là sao thành frame tình huống theo kiểu us versus them. Cái này em nghĩ là cũng cũng giống cái hồi nãy thôi, tức là kiểu khi mà bị bias một ai rồi thì mình lúc nào cũng frame cái tình huống như là ý kiến của hàng đấy versus ý kiến của mình thì cái nào nó tốt hơn. Ngọc thì cho rằng là lack of follow up with stakeholder nên họ quên hết những gì họ đã nói. Cũng cũng hay nói, cũng cũng hay gặp kiểu khi mà mấy cái buổi kick off gặp stakeholder hứa hẹn này để chị support, để chị làm cái này cái kia, cái task này để chị lo cho, nhưng mà lúc chạy dự án xong rồi không thấy mặt mũi đâu. Nó có nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, mà nếu mà chúng ta không có những cái technique mà để chúng ta follow thì rất là dễ trôi, và thậm chí đến cái ngày release luôn, bản thân khoát luôn. Ví dụ cái đội này bữa bảo là làm việc với cái ông BI, BI thì ông luôn lo cái scheme, cái này này để em đi lo cho, nói chuyện hết với mấy team cho, nói chuyện finance cho. Đến cái ngày release là cắt nha, release còn 3 ngày hỏi lại, phát nhắn lên group cho finance hỏi ủa này ai nói vậy, này sao không ai báo finance vậy. Thì hóa ra là cái ông này ổng cũng quên mất cái việc đó luôn, mà cũng chả ai nhắc ổng, mà cũng chả ai nhớ follow cái chuyện đó luôn. Thì cái này có nha. Rồi bạn anh đi Trương Thương Trình thì tỏ ra outsmart stakeholder, giải thích thêm được xíu được không bạn? Ok, thôi chắc là bạn bận gì đó rồi. Ok, tí nữa chúng ta nếu có thời gian thì nay chúng ta quay lại cái ca này sau ha, để mình đi để nó kịp, kịp cái timeline của mình. Rồi, đây là cái flow mà Phát thấy là trong cái quá trình mà Phát làm dự án thì đây là cái flow cơ bản, có thể là nó không chính xác, có thể là nó đi theo hơn tùy tình huống nha. Mà thường cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà Phát đi collect requirement. Requirement thì nếu mà được có duyên thì sẽ share với mọi người một buổi chuyên về requirement sau. Phát tin là Thành cũng sẽ có những session về requirement rồi, nhưng mà giả sử ngày xưa Phát làm BA và trong cái tài liệu kiến thức về BA bóc á, nó sẽ có một khái niệm là những cái loại requirement. Thì thật ra trong quá trình mà Phát làm Phát cũng áp dụng là cái nào là business requirement, là cái business muốn, cái nào là user mong muốn, cái nào là project mong muốn. Ví dụ giờ là project này sẽ phải làm xong trong một tháng, project này sẽ phải xong trước ngày 10 tháng 10 whatever, thì nó sẽ bao về project requirement và nó sẽ còn nhiều loại requirement khác. Thì khi mà mình đi collect requirement về thì cái công việc kế tiếp của Phát là phải đi discovery, phải coi ok vấn đề là gì, giải pháp là gì, thị trường nó nghĩ sao, đối tác đối thủ làm cái gì, sau đó Phát là đi phân tích thì trên tất cả những cái đó thì mình giải pháp là gì ha, rồi mình nên chọn metric gì, mình nên build cái hướng như thế nào, sau đó Phát lên plan cái này nên làm chia bao nhiêu phase, cái phase nào thực hiện thời gian nào, sau đó Phát ngồi Phát work với dev để Phát deliver phần đó, mình làm user story, mình làm stand up, coi demo các thể loại, và cuối cùng là tôi go to market, tức là tôi đưa nó ra, tôi làm truyền thông, tôi thông báo tất cả mọi thứ. Thì nó là một cái workflow cơ bản khi mà Phát làm product. Thì thực tế là trong cái quy trình này, như mọi người thấy những cái phần Phát đánh dấu vàng này nè, là nó xảy ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ như trong giai đoạn này đi, thì thậm chí cái user requirement với business requirement này nó choảng nhau, user thì muốn thế này, business thì muốn thế nọ. Thậm chí là hai cái requirement này thì nghe nó có vẻ hầm hố, làm mất 6 tháng nhưng project thì chỉ cho mình đúng có một tháng chẳng hạn. Thì nó rất là nhiều cái phần về conflict, và thậm chí là nó nhiều requirement mà nhiều requirement nó đến từ nhiều phòng ban nữa. Ông marketing ông muốn thế này, ông finance ông muốn thế đó. Đến giai đoạn discovery thì nó vẫn xảy ra những vấn đề, thậm chí khi mình làm đến giai đoạn cuối cùng luôn, ví dụ Phát nói đến giai đoạn này rồi mới phát hiện ra mình miss feature, hay thậm chí là giai đoạn này nãy Phát kể mọi người là bà legal bảo là ok không 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 cái chỗ này không go được, chúng ta đang bị làm cái này là trái với luật rồi chẳng hạn, thì nó phát sinh rất nhiều vấn đề. Thì thật ra xuyên suốt những cái vấn đề phát sinh trong từng giai đoạn này á, phần lớn cái mistake, cái missing nó nằm ở chỗ là chúng ta không khai thác đủ thông tin, chúng ta không biết những cái người nào là chúng ta nên phải khai thác, thì nó dẫn đến câu chuyện ví dụ nó nói nếu ở giai đoạn này cái phần mà user requirement hoặc là business requirement chúng ta khai thác được cái nhu cầu của legal ở đây, thì rõ ràng là chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro nằm ở đây rồi đúng không, hay là chúng ta ở cái giai đoạn mà chúng ta làm về cái phần analysis and design, nếu mà chúng ta biết được là để làm được giải pháp này chúng ta cần phải
nhờ ai đó hỗ trợ, nhờ team nào đó support thì chúng ta đâu có bị cái câu chuyện dependency. Mà bản thân mình mà nếu mà mình biết hết được thì nó dễ rồi. Giả dạ, thử mình mới vào một cái team, thậm chí mình còn không biết ai làm cái phòng ban này, thì cái rủi ro, cái nốt vàng này xuất hiện nó càng ngày càng nhiều hơn. Thì cái sơ đồ này để cho mọi người thấy rằng là trong suốt quá trình mình làm, tại bất kỳ bước nào nó cũng có cái khả năng bị missing, nó bị mistake, nó sai hoặc là thiếu cái gì đó. Và phần lớn nguyên nhân là vì chúng ta chưa đủ kỹ thuật, hoặc là chúng ta không nói chuyện với đủ những con người, hoặc là thậm chí là chúng ta không biết con người đó có tồn tại để mà cung cấp chúng ta một cái thông tin nào đó. Rồi, và ngoài ra thì Phát cũng có liệt kê một số cái vấn đề khác trong quá trình mình làm, nó xoay quanh câu chuyện stakeholder đó. Một số người thì rất ôm về không tin ai hết, việc này phải là tôi làm, người khác làm thì nó chả hiệu quả gì hết, thậm chí ông này rất là giỏi làm thì chả thích chia sẻ gì cho ai. Hay là một số cái thì mọi người có thể đọc đây, mình không thể nào đi hết được, nhưng mà nó là những cái vấn đề thực ra trong vấn đề đó. Làm việc đa phần khi mà chúng ta làm việc con người, mọi người sẽ thấy là rất nhiều vấn đề phát sinh. Nếu mà ngồi nếu mà giả sử tí nữa mình chơi một cái game mà ngồi mà liệt kê ra vấn đề bạn gặp phải khi làm với con người là gì, bạn tin là nó không dưới một trang A4, rất nhiều vấn đề. Và thậm chí bản thân Phát tới thời điểm tối đang ngồi hôm nay đi, ngày hôm sáng giờ cũng đang gặp vấn đề với stakeholder, rất nhiều thứ bên trong. Và thậm chí có cái mình giải rồi, có cái mình chưa được, và thậm chí có những cái mà Phát phải đi hỏi kinh nghiệm của những anh chị lớn hơn, là anh ơi em đang gặp khó khăn gì anh chị giúp em có cái cách nào anh chị giải quyết thử. Thì nó luôn tồn tại, nó luôn có, và nó phát sinh mới. Và thậm chí xã hội phát triển, thói quen con người phát triển, nó lại luôn đẻ ra những cái case study mới. Cho nên có thể ở đây chúng ta liệt kê ra, nhưng mà 1 tháng sau, 3 tháng sau, 3 năm sau đi quay lại, nó lại là những vấn đề mới. Rồi rồi cái open discussion này Phát sẽ ray trước trong cái phần này, tí nữa đến phần Q&A nếu có tham thì chúng ta sẽ back lại ha. Thì chúng ta Phát sẽ có 2 cái case study Phát share thử cho mọi người coi nó như thế nào. Case study số 1 thì chắc là mình 30 giây silent read nhé, sau đó Phát sẽ giải thích lại. Rồi thì case study này nôm na nó như vậy, tức là cái bạn đó có thể là một cái bạn lead của dự án. Thì cái dự án của bạn thì nó liên đới với nhiều team lắm, nào là sale, nào là vận hành, nào là kỹ sư dev, marketing các thể loại. Thì đương nhiên dự án nào cũng vậy, nó sẽ phát sinh những cái vấn đề mà nó bị conflict và nó không rõ. Thì để giải quyết cái vấn đề đó thì đương nhiên là phải cần họp, quen thói quen thôi. Nhưng chúng ta nhiều người quá, nhiều vấn đề quá thì như là cách làm tốt nhất là đi họp ha. Thì trong cuộc họp đó bạn mới, nếu một cuộc họp bạn lôi hết mấy ông đó vào, thì cái bạn này bạn làm bằng cách là bạn lôi hết vào trong meeting. Và sau cái bắt đầu một meeting thì bạn chỉ ok chào mọi người, hôm nay chúng ta đến đây chúng ta họp về vấn đề A, và đây là vấn đề cụ thể, vấn đề nó như vậy, rồi mọi người discuss đi đâu là giải pháp. Và nguyên một cái giai đoạn phía sau đó bạn thả cho stakeholder, marketing, engineer, sale, vận hành thích nói gì thì nói, ông này thích nói, và thậm chí có những người nói lạc đề luôn, nói trôi luôn, chứ là ngồi gây gổ nhau luôn, thì hết 1 tiếng bước ra. Thì chả biết, tức là các Phát nghĩ là tất cả mọi người sẽ biết được vấn đề là gì rồi đó, nhưng mà giờ next step làm cái gì, ai làm, thời gian ra sao, action item là cái gì, không có. Và thực tế Phát đã trải qua không dưới một lần những cái tình huống như thế này rồi. Mọi người cứ keep in mind trong đầu đi, mình khoan giải. Thậm chí nếu mọi người được thì mọi người có thể nghĩ xem là nếu là tôi là cái ông hát này đi, tôi sẽ làm cái gì và tại sao tôi bị sai. Thì mọi người có thể nghĩ trong đầu, khoan trả lời, tí nữa đến phần kiểu này được thì mình sẽ phân tích sâu vô. Rồi, giờ tới case study số 2 nha. Rồi, cũng silent read 30 giây nha mọi người. Rồi thì cái ca này Phát cũng tóm tắt nhanh cho bạn nào có thể đọc để dễ capture. Tức là trong team mình thì luôn luôn sẽ có những cái ông gọi là kiểu trời đánh, nói cho vui thôi, chứ là kiểu là khó tánh á. Ông này rất giỏi nha, chứ ông vừa khó mà ông vừa dở thì ông không ngồi trong công ty được rồi, quan trọng là ông giỏi. Thì nói chung là vấn đề nào khá là cứng, ông này là engineer, bạn này là dev, thì bạn này rất là chắc luôn, gần như là giải pháp nào đưa đến hoặc là những cái gì khó nhờ bạn là chắc chắn sẽ thành công, bạn luôn có giải pháp tốt. Nhưng mà vấn đề ngược lại là bởi vì chữ tài thì nó hay đi liên hệ với cái tính cách kỳ cục, cực kỳ nóng tính,
không tính đến nỗi là những cái bạn mà lâu lâu kiểu đặt câu hỏi hơi bạn hay dùng cái từ mà Phát dùng nguyên văn là hỏi ngu, khi mà stakeholder tới hỏi gì đó bạn mặt lườm 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 mới trả trả lời, và thậm chí bạn nói lại với stakeholder là hỏi ngu về tự coi đi này hồi đó rồi mà rất là gắt gỏng. Thậm chí trong team thì đôi khi bạn bạn bật luôn, mà bận bạn này ngày xưa bạn bật luôn cả CTO dữ lắm, thì bởi vì tính cách đó nên là nhiều người rất là sợ khi làm việc với bạn này. Ok, nhiều khi tao đi hỏi có khi nào tao bị chửi không bạn, thôi không hỏi đâu. Thế là thành ra câu chuyện là tự nhiên bạn này bị một cái rào chắn xung quanh, nhưng mà dự án của mình thì vẫn phải chạy. Với vai trò bạn, các bạn ở trong team mình đây nè, mình là người phải lead cái dự án này, bỏ qua câu chuyện chúng ta là ai đi, chúng ta phải lead dự án này và chúng ta phải deliver dự án này trong vòng 1 tháng. Và chúng ta có một cái bạn này trong team, thì giờ mọi người thử đặt câu hỏi và thử nghĩ xem giải pháp là nếu chúng ta là cái người lead dự án này, cái bạn này trong team này, thì chúng ta nên giải quyết như thế nào để chúng ta có thể trước nhất trước mắt là deliver được cái dự án, và thứ hai là xài lại cái này tiếp. Even giải pháp là ok, đi nói chuyện với CEO hay CTO đuổi bà nó đi cho xong, cũng là một giải pháp nha. Anh đã từng nói chuyện với một cái bạn, một số người thì nó sao không đuổi đi chứ để làm cái gì vậy, nóng quá thì làm gì. Thực ra là đó cũng là một giải pháp, nhưng mà liệu có giải pháp nào tốt hơn hay không. Rồi thì mọi người cứ đặt hai cái case study này trong đầu để tí nữa sau khi nay có thể là mình ngồi phân tích thêm, mình muốn gần hết giờ là sẽ cố gắng nói cái phần còn lại trong 15 phút. Rồi ok, rồi thì bây giờ đến cái phần Phát làm như thế nào, thì thật ra nhiều cái lắm. Bữa khi mà Thành bảo share thì ngoài những cái có share trước đó với team, cũng ngồi lụm lặt lại xem là mình làm cái gì, thì có thể là nó không đầy đủ, mình cũng cố gắng share những cái nổi bật nhất để cho mọi người thấy. Thì cụ thể cái này Phát không nói là cái này là best practice, không nói là cái này là lý thuyết, không nói là cái này là một cái gọi là chuẩn chỉ tất cả mọi người phải follow. Ít nhất Phát đưa ra một cái disclaimer, đây là cái Phát làm và Phát thấy nó hiệu quả, nó share lại. Rồi đầu tiên đó là document. Phát luôn bắt đầu bất kỳ mọi thứ, bất kỳ dự án nào, thậm chí bất kỳ vấn đề nào bằng việc document. Cụ thể ví dụ đợt vừa hôm qua, sáng hôm qua Phát nhận được một cái thông tin là Zalo Pay có vấn đề, anh Phát ơi mọi người biết mà đúng không, và chúng ta cần phải làm ABC. Thì cái việc đầu tiên khi Phát nhận được thông tin đó là Phát nêu ngay một cái document và Phát nói là Zalo Pay có vấn đề, gạch đầu dòng ra. Nó chả là gì hết, nó chỉ là một cái đầu dòng thôi, nhưng ít nhất khi mà Phát nói chuyện với mọi người là hey mọi người ơi, vấn đề này đây là cái document nha, rồi share ra. Thậm chí vô một cái câu mọi người chả thấy gì ngoài cái vấn đề đấy đó, nhưng cái hay ở chỗ là khi mà chúng ta đã có một cái document, cái ông kỹ sư nào đó có tâm hoặc là một cái ông nào đó hiểu về vấn đề này, khi ông đọc cái document ông thay vô đây giải pháp vậy nè, và thậm chí ông không thay vô cái document, ông chat trong group Phát làm cái gì, Phát copy toàn bộ cái giải pháp đó, Phát thả vô document. Và đến cái giai đoạn mà thậm chí xử lý xong hết document, Phát gửi một cái release note ra, Phát nói hey mọi người giải quyết xong rồi nha, ai muốn tìm hiểu ngọn ngành đây là document. Chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và thứ hai nữa là khi mà đi share với lại team á, sếp Phát hỏi ủa hôm qua có vấn đề gì với Zalo Pay hả Phát? Dạ có. Thay vì Phát ngồi Phát tốn 10 phút để Phát đi giải thích cho sếp Phát vấn đề câu chuyện là gì, có document này anh đọc đi, tự đọc đi, anh hiểu gì hỏi em. Xong tiết kiệm được 10 phút, sếp vui mình vui. Và khi mà Phát share ra với lại các team khác, một số người có một số tài liệu khác, một số cái thành viên trong cái team khác cũng nhận ra không, cái giải pháp này không ổn đâu mày, coi chừng nó, cái giải pháp này không ổn nha, tao thấy tao làm cái này rồi, thì nó có một cái vấn đề gì, nó có một cái lợi thế gì nữa, là chúng ta có cơ hội chúng ta transparent và chúng ta có cơ hội chúng ta correct nó ngay trong giai đoạn mà chúng ta develop luôn, thay vì chúng ta phải đi giải thích, chúng ta phải đại giải thích đi giải thích lại giải thích làm rất nhiều lần. Thì cái việc document nó giúp cho cái việc là thông tin nó được lan tỏa, nó có một thông tin và thậm chí nếu nó sai sẽ có người correct giúp chúng ta, và từng người từng giai đoạn nó sẽ có những cái document riêng. Đương nhiên mọi người sẽ hiểu là mọi người đều sẽ biết là mỗi loại document, ví dụ như có người thì thích viết PRD, có người thích viết user story, có người thích làm slide các kiểu, thì ok loại nào đó thì nó tùy vào culture, nó tùy vào tính chất công việc của mọi người. Phát sẽ không bàn đến cái format của document, nhưng ít nhất mọi người khi mọi người có một cái document, nó sẽ giúp cho mọi người lan tỏa được những cái thông tin đó và mọi người correct những thông tin đó, và cái quan trọng nhất của nó chính là collaboration. Và cái document của Phát khi gửi ra, Phát luôn make sure là document của mình tất cả mọi người phải có quyền, ít nhất là quyền comment,
và những cái team member quan trọng là nên có quyền write luôn để họ cùng contribute vào cho cái phần document này. Và mọi người đừng có sợ là ok document tôi viết nó không có đủ thông tin, mà rất nhiều bạn khi mà Phát nói chuyện khi Phát nói là em có document gì không, bạn không dám share bởi vì bạn nghĩ là document của tao chưa đầy đủ, nó chưa có, tao còn đang làm, nhiều khi nó chưa có đúng lắm, coi sợ sếp la. Thì Phát là Phát rất không thích cái trường hợp đó. Team member Phát là nói document là phải gửi ra. Thậm chí bạn có thể nói với Phát là bạn hứa làm là ngày mai xong, nhưng mà thật ra tới giờ bạn chưa làm chữ nào. Ok, cứ share ra. Nhưng quan trọng nhất là khi mà có một document, nó giúp cho cái việc cái collaboration và cái mối quan hệ, cái thông tin với stakeholder chúng ta rất tốt. Thì đây là một cái tip đầu tiên mà Phát làm, là luôn bắt đầu document và luôn keep nó được update liên tục, và không phải chúng ta update một mình mà tất cả mọi người cũng update. Và một số tình huống Phát hơi nương chiều stakeholder một tí là mọi người không viết vào document như này Phát có share đó, thì mình thấy cái thông tin đâu đó mình cứ copy paste hết rồi. Thậm chí cái document của Phát, những cái email, những cái dòng chat, những cái câu chat trên Slack hay Tele, Phát chụp hình Phát thả thẳng vào đó luôn. Sau này mọi người cần kiếm không cần phải đi cuộn Slack hết 10 phút, chỉ cần đơn giản mở document mọi thứ có hết trên đó. Thì đây là cái đầu tiên ha. Cái thứ hai là user journey mapping. Đây là một trong những cái kỹ thuật mà cá nhân Phát cực kỳ yêu thích, là user journey mapping. Thì mình sẽ không nói quá sâu là cái này làm như thế nào hay là nó sẽ có những cái gì, thì chắc là nhờ Thành sẽ share mọi người sau, nó hơi thiên về lý thuyết. Nhưng mà về cái user journey mapping khi mà Phát sử dụng á, nó sẽ giúp Phát định hình ra được là trong từng giai đoạn của người dùng, mình họ gặp những vấn đề gì, những cái touch point gì, và tương ứng với từng touch point, từng cái vấn đề đó, từng cái giai đoạn đó đó, ai là người đang chịu trách nhiệm cho cái phần process đó hoặc cái hệ thống đó. Mọi người thấy cái dòng thông tin cuối cùng này không? Thì khi mà Phát build của user journey mapping, Phát sẽ trả lời được luôn câu hỏi là ok, nếu tôi muốn giải quyết cái bài toán ở giai đoạn này, tôi nên kiếm ai hoặc kiếm phòng ban nào. Và trong trường hợp nếu Phát cần làm một cái buổi kickoff, hoặc Phát cần làm một cái buổi demo, thậm chí là chuẩn bị develop cái giải pháp á, Phát biết là Phát cần phải involve ai trong cái phần giải pháp của mình, và nó sẽ giải quyết được cho Phát cái bài toán là mình sẽ không bị missing một stakeholder nào hết, bởi vì chúng ta biết được là cái process owner hoặc là cái system owner nó của cái bước này là ai rồi. Còn nếu chúng ta làm theo kiểu là đụng đâu làm đó, hay là kiểu là đi tới đâu xử tới đó, thì ok, có thể là chúng ta xử một cái vấn đề nhỏ ở đây, rồi chúng ta biết là vấn đề này là cái người này xử, nhưng mà nhiều khi vấn đề này nó liên đới vấn đề nọ, hoặc thậm chí chúng ta không collect đủ cái nhu cầu đó, thì nó cũng rất là tạo ra rất nhiều vấn đề. Cho nên đây là cái phương pháp thứ hai mà Phát dùng, là Phát define một user journey mapping. Và trong user journey mapping nó sẽ luôn có một cái thông tin là cái PIC, cái process owner hoặc system owner, hoặc cái dependency là ai nữa nha. Có thể là dependency, ví dụ để tôi xử lý được cái bước này thì tôi sẽ bị depend bởi một ông chuyên làm về hệ thống transportation. Thì lúc này những cái người đó cũng là người mà mình cần involve vào trong quá trình discuss giải pháp. Đây là cái technique số 2. Cái phần số 3 là cái phần mà idea và brainstorming. Thì Phát tin rằng tất cả mọi người đều đã biết những phương pháp này rồi. Khi mà chúng ta cần discuss một cái giải pháp nào đó thì mọi người hay gather với nhau để cùng nói theo kiểu dân gian là đi họp ấy, kéo hết vào ngồi cùng xe. Thì nó sẽ có những cái tip mà trong quá trình mình làm idea và brainstorm. Thứ nhất là không phán xét. Phát ngày xưa Phát làm việc với một số bạn, một anh chị, có thể nói là sếp cũng được, thì miệng thì anh chị luôn bảo là chúng ta phải đề cao sự gọi là sáng tạo, chúng ta phải welcome tất cả idea. Mà khi mà bước vào phòng họp, mọi người vừa mới mở ra idea, cái ông nói là không, cái idea đó không làm được đâu, này không có thời gian làm đâu, cái này đừng nói cái này anh chắc không. Thì đây là chiến thần hủy hoại idea chứ là sáng tạo cái gì. Thì đó là một câu chuyện như vậy. Chúng ta không có được, không nên là đánh giá, không nên bị bias. Và trong những cái phần idea brainstorming, chúng ta nên open cho mọi người, thì nó cũng tạo cho mọi người được một cái emotion tốt để mọi người tiếp tục sharing ra. Còn cái người đó, bản thân Phát ngày xưa khi mới đi làm, vừa mở miệng chuẩn bị nói idea xong là bị dập nguyên buổi đó, ngồi im luôn, nói gì nổi nữa mà nói kiểu vậy. Hay là chúng ta khi mà làm những buổi brainstorm ấy, thì mọi người nên dựa vào trong cái phần mà cái user journey mapping lại, mọi người biết mọi người cần phải involve ai. Cái chỗ này cũng hơi tế nhị nha, tức là nếu mọi người mời nhiều quá thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý là đông quá tôi không cần nói, nhưng mọi người mời ít quá thì nhiều khi nó không đủ thông tin. Cho nên là cái chỗ này nó sẽ cần rất nhiều những kỹ năng, kinh nghiệm và thậm chí là cái mối quan hệ của mọi người, để mọi người biết là tôi nên mời ai là vừa đủ, không quá nhiều quá ít, và ai là người thực sự cần thiết. Và thậm chí một số cái meeting ấy, để mà đủ thông tin á, Phát cần cái người đó phải join, và thậm chí là trước cái buổi đó Phát cách chấp đi cách chấp lại là anh ơi có join được không, mà nếu ông nói ông không được, Phát thậm chí Phát chấp nhận giờ cái meeting đó bởi vì thiếu người này không làm được.
rồi mình phải biết được cái goal của mình là gì. Tại vì một cái meeting không có goal thì không bao giờ đi đến được cái mục tiêu của mình. Rồi một cái về mặt brainstorming, khi mà mọi người gather stakeholder vào trong một meeting thì nên clear rõ ra là chúng ta muốn cái gì, và để đạt được cái muốn đó chúng ta phải có những thông tin gì. Ví dụ nó nói là ok, hôm nay chúng ta sẽ kết về cái vấn đề làm sao để chúng ta go to market, thì go to market thì nó phải cần có nội dung truyền thông, nó phải cần có kế hoạch truyền thông, nó phải có kế hoạch marketing, đúng không? Mà bước vào cái buổi đó marketing thậm chí còn chưa biết nó là cái gì thì làm sao brainstorm được kế hoạch go to market nó như thế nào. Thì đó là ý tưởng của cái phần số 4. Và cái phần số 5 đó là cái câu chuyện là không bao giờ nó sẽ có tình huống, không bao giờ chúng ta có một giải pháp là tất cả chúng ta đều happy. Đợt gần nhất Pháp có nói chuyện một cái anh, nó không phải là team trực tiếp của Pháp, thì anh đã làm, thì anh bị một cái tình huống là anh là leader middle management, anh ở giữa. Thì trong cuộc họp đó có sếp của anh là product director, và dưới anh đó là một cái bạn team member thôi. Thì member thì muốn là làm cái này là phải chuẩn chỉ nha, làm cái này là phải có research, phải thì tốn mọi thứ, phải tốn một tháng để làm chuyện đó. Product director nói không, tao không có thời gian, mày làm đúng ý tưởng này cho tao thôi, 30 phút. Hai ông không ai chịu ai hết, thầm hực khó chịu. Xong anh kia mới hỏi là ok, vậy giờ ở vai trò là anh là người đứng giữa, anh nên làm gì khác? Thì ok, nó sẽ có nhiều cái discussion sau đó. Nhưng chốt lại câu chuyện là giả sử khi mà chúng ta chọn giải pháp, chúng ta đi với giải pháp là ok, làm giải pháp ngắn theo ý tưởng của product director, và chúng ta làm nó trong vòng 30 phút, thì đây là top down. Và nếu chúng ta có một cái mindset, chúng ta xây dựng được một cái mindset cho tất cả team member là ok, anh có thể debate, anh có thể tranh luận, anh có thể đưa ra những cái quan điểm của anh có thể không đồng ý với cái ý tưởng đó, nhưng một khi nó đã là top down thì chúng ta phải respect. Trong quá khứ thì Phát làm rất nhiều dự án mà khi mà phía sếp công ty đưa ra những cái yêu cầu mà thậm chí Phát nói là nó vô lý cực kỳ, bản thân mình là thấy vô lý rồi, thì nhiệm vụ mình là gì? Đây là risk nè, nếu anh làm cái này anh sẽ mất cái này nè, nếu anh làm cái này anh có khả năng bị hụt cái số kia nè, nhưng công ty vẫn quyết định đi đến giải pháp đó và công ty đó làm. Phát sẽ support tới cùng, Phát sẽ là người đẩy hết tất cả những con thuyền có thể đẩy để Phát deliver được cái đó, trên cái nền là Phát đang không happy với giải pháp đó, nhưng Phát vẫn phải cố ý. Thì đây là cái câu chuyện thứ năm, chúng ta có một cái tinh thần làm việc theo kiểu thượng tôn công việc, chúng ta tập trung vào, và một khi nó đã là decision thì chúng ta phải follow. Nó sẽ là những cái bài toán rất khó về emotional đó. Nó sẽ có những bạn lý thuyết là thế nhưng mà em không happy, cho nên là em không thể nào chấp nhận được, cũng kiểu là nói vui kiểu hai vợ chồng cãi nhau, biểu là biết lý thuyết là chồng là phải xin lỗi vợ, xin lỗi mà trong người nó cứ hậm hực không một cái miệng xin lỗi, thì kiểu gì sau đó cũng cãi nhau tiếp ha. Đó là cái một ví dụ ha. Rồi một cái practice khác mà cũng hay làm đó là một cái project kick off. Cái phần này thì nó thấy đa phần các bạn bị thiếu trong khi mà phải discuss với team member, thậm chí là những bạn khác đó. Tức là mọi người quá tự tin rồi là giải pháp nó có rồi hay mọi người làm, thậm chí là cái này là mong muốn của CEO, mọi người làm đi, thế là mọi người cứ làm mà mọi người không cần khen. Nhưng mà cái tầm quan trọng rồi đấy, cái đó Phát làm cái này làm sao Phát gather tất cả mọi người vào, ví dụ đợt vừa rồi Phát lôi tính năng thì Phát lôi cả team care, Phát lôi cả những cái bộ phận hỗ trợ nhà bán, Phát lôi cả marketing, thậm chí finance, kế toán, Phát lôi hết vào luôn, 50 người 70 người cũng có nữa. Mình cứ share là thông tin mọi mình, những cái thông tin mà Phát share sẽ Phát để trên hình màn hình, mọi người có thể coi thêm nha, không cần đọc lại nên để mất thời gian mọi người, nhưng mà mình sẽ share những cái thông tin cần thiết trong buổi kick off đó. Thì trong buổi kick off đó đơn giản là khi mà bước ra thậm chí không ai đặt câu hỏi gì, nhưng ít nhất chúng ta gieo vào trong tất cả sector chúng ta là sắp tới có dự án này nè, flow nó vậy nè, và thậm chí là sẽ có những người họ raise được chúng ta, ok cái này cho em tham gia với, em cũng thích dự án này, hay là cái họ raise cho mình, ok cái này có risk nha Phát. Nếu mà là chị thì chị rất sợ risk này, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta leverage, chúng ta collect được thêm những cái insight, chúng ta collect được thêm cái kiến thức, những cái feedback ở giai đoạn early stage luôn. Nó rất là tợ lợi cho mình, rồi sau này nó sẽ giải quyết được cái bài toán là chúng ta review những câu chuyện là chúng ta gần release, chúng ta mới missing cái này cái nọ. Thì cái việc cái góp này nó sẽ giúp cho mình lan tỏa được cái thông tin từ giai đoạn rất là sớm. Rồi cái word breakdown này chắc là mọi người biết rồi, phân tán công việc ra. Nhưng mà cái mấu chốt, cái điểm mà quan trọng ở đây Phát muốn nói với mọi người là khi mà Phát làm cái này á, Phát không làm riêng cho tech, Phát làm cho cả business luôn. Điển hình là cái ví dụ hồi nãy Phát nói, cái ông BI ông quên cái phần finance. Việc này nếu chúng ta đã có một cái phần breakdown rõ ràng ngay từ đầu là team training làm cái gì, team marketing làm gì, team finance làm cái gì, chúng ta có một breakdown rõ ràng, ai là PIC, timeline là khi nào. Và cái thói quen của Phát là ngoài những cái buổi weekly hoặc là daily stand up với dev á, với tech á, Phát sẽ có những cái buổi weekly với lại cái team dự án bao gồm tất cả những bạn stakeholder từ cái business Phát gom vào. Và chúng ta
phát làm là phát làm time box đúng 30 phút và lại cần nói đây toàn bộ tiến độ dự án này, có ai update không, có ai bị block không, đây tiến độ nè, chỗ nào bị block hỏi liền tại sao. Mình cố gắng kiểm soát cái phần này và mình làm cho nó một cái gọi là điều độ tuần nào tất cả các tuần. Thì thật ra những cái dự án mà phát follow với cái này với đội business ấy, thứ nhất là nó không bao giờ bị missing, thứ hai là nó đảm bảo được câu chuyện là chúng ta deliver, ngoài cái câu chuyện là chúng ta deliver được cái giải pháp về tech, chúng ta còn deliver được cả cái môi trường, cái process và thậm chí những cái phần quản lý rủi ro sau khi chúng ta rời dự án. Và nó sẽ giải quyết luôn những cái phần toán là chúng ta chia bớt những công việc cho phía business. Khá hay bị một cái bài toán là business hay không làm gì và đi hỏi dev là anh ơi khi nào release cái này. Thế phải không? Phát giải quyết bài toán đó là bằng cách là phát tạo ra công việc cho họ và họ phải đi làm công việc của họ, thay vì em dành thời gian đi hỏi anh á, em làm công việc của em đi. Đây là task của em nè. Và công nhận mọi người luôn này, nói cho phân thôi, từ khi phát đưa ra cái cách làm này, business bớt hẳn hỏi EDA luôn, tại vì lỡ mà họ hỏi EDA, phát hỏi lại là cái EDA của em là khi nào không trả lời được. Cho nên là họ bắt đầu sợ là ok, họ sẽ thấu hiểu được cái nỗi khổ của PM và dev là trả lời EDA không phải là một câu trả lời dễ. Có phân thôi nha. Rồi, work through. Cái này thật ra nó giống kick-off. Nó có làm một cái bảng so sánh ở đây nè. Cái buổi kick-off là mọi người sẽ share về cái contact. Vì sao chúng ta sạc, mục tiêu chúng ta là gì, contact là gì, chúng ta cần ai, chúng ta muốn phối hợp như thế nào. Nhưng mà cái buổi work through á, chúng ta sẽ đi sâu về mặt giải pháp. Tại vì work through hay còn gọi là demo ấy, là nó giúp cho chúng ta đi lại, ok, mọi người ơi, nếu mà sắp tới chúng ta lên cái tính năng này nè, thì nó như thế này nè. Thì các bạn mà trong các team mà business, các bạn nhìn vào các bạn thấy, ủa anh ơi, còn trường hợp này xử lý như thế nào, lỡ cái đó vì sao. Thì thậm chí giai đoạn này chúng ta làm những cái phần workflow này, chúng ta có thể lầu ra những thứ mà chúng ta bản thân chúng ta còn không nghĩ tới được. Và thậm chí có những cái mà thấy, à, ủa feedback hay quá, để anh về anh coi lại. Và thậm chí đôi khi phát phải extend cái thời gian rồi đi dự án, bởi vì feedback nó quá hay và phải làm thêm, bởi vì nếu không làm cái đó, fail. Thì cái phần workflow này cũng tương đương, nó cũng giống như kick off, chúng ta share kỹ lại cái phần user flow, thậm chí là phải đưa rõ được cái screen, cái UI nó như thế nào luôn nha. Và thậm chí là đặt những câu hỏi là trong tình huống là nếu phát sinh cái lỗi đó xử lý thế nào, nếu phát sinh tình huống này, nếu phát sinh cái câu hỏi đó của user trả lời thế nào, thì tất cả những đó mình sẽ share trong buổi workflow này luôn. Retrospective chắc là mọi người cũng biết rồi, nếu mà Thành dạy thì phát tin chắc là có nói về Scrum đúng không Thành, có không? Ừ, thì retrospective là một phần của Scrum. Thì đa phần phát thể thấy là mọi người làm theo kiểu là làm cho có, các bản thân team phát cũng có nha, làm cho có rất nhiều là bước vào retro, mọi người không nói gì hết, mọi người toàn kiểu khen, mà hay dùng từ là khen đểu á, mọi người hỗ trợ vui quá, stream này làm happy quá, xong hết task. Thật ra cái buổi retro này rất quan trọng ở tổ thôi, là nếu chúng ta có những kỹ thuật tốt để chúng ta kích thích những cái thành viên trong cái buổi này á, khai thác share được những cái nỗi niềm, những cái trăn trở của họ đó, là chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều những thứ bonding rất là hay. Thậm chí là phát khuyến khích mọi người share những tật xấu của nhau luôn, nhưng mà share theo kiểu constructive feedback. Đó, thì phát tin là mọi người sẽ có những technique để mà kiểu khai thác được lòng người. Nhưng mà đối với phát, cái session về retro này rất quan trọng mà tùy nha. Thực tế thì phát sẽ có thể làm theo dự án, có thể làm theo sprint, có thể làm theo giai đoạn. Ví dụ bình thường thì ai cũng biết là hết sprint thì phải retro, nhưng mà sau đó phát thấy là nó quá là cồng kềnh mà mọi người vào thì mọi người cũng ngại nói. Ok, team phát mạnh dạng bỏ luôn, stream chả cần làm retro mà. Nhưng mà hết dự án thì phát luôn luôn có một cái buổi retro. Dự án vừa qua làm sao, tại vì nó, dự án luôn luôn nó có vấn đề. Thì mọi người sẽ chịu sharing những cái vấn đề đó ra. Thậm chí là đợt này không có nhiều dự án quan trọng mà đa phần là những cái ad hoc nhỏ nhỏ. Ok, 2 tháng mình làm lần cũng được luôn. Thì nó là một cơ hội rất tốt để mình sharing những cái vấn đề và cách giải quyết vấn đề đó. Phát vẫn keep cái practice này nha. Hiện tại vẫn đang keep và nó rất là hiệu quả luôn. Rồi. Một cái nữa là phát chia sẻ những cái chỉ số. Cái này nhiều người sẽ nghĩ là không cần thiết, ông dev thì quan tâm quá gì đến NMV công ty làm gì, ông chỉ cần biết task của ông thôi. Nhưng mà nếu mọi người không có những phần sharing này ấy, thứ nhất là team đang không biết làm gì và họ đang nghĩ chúng ta, họ bản thân họ là những người làm outsourcing, là người đi gia công, thằng phát nó bảo gì làm đó. Nhưng mà nếu ngược lại, được vừa rồi làm thành công sao, à, thậm chí không ai xài mình cứ share lại. Thì khi mà phát share thấy là ban đầu có thể một số người họ không quan tâm lắm, họ nghe họ bước ra họ chả nói tiếng nào, nhưng mà dần dần mình khiến cái practice này, cái họ hỏi là ủa đợt vừa rồi thấy campaign số không, tự nhiên họ chỉ cần đặt một hỏi đó là biết là ok, mình đã gieo được sự quan tâm vào trong lòng stakeholder rồi. Thì nó không riêng về dev, thậm chí business mình cũng có thể làm những cái phần sharing, những cái phần này. Rồi cái section cuối cùng là more về kiểu soft skill, nó là phát hay đặt nó là UA an influencer, là giống như kiểu là mình có thể khả năng mình gọi dùng cái từ gì ta,
thôi thúc người khác làm một việc gì đó. Thì đây là một số cái strategy, thì chắc là ta sẽ đi nhanh qua 10 cái. Thứ nhất là thượng tôn công việc again. Mình có thể tranh luận, mình có thể cãi nhau, mình có thể bất đồng chính kiến, nhưng mục tiêu cuối cùng mình là công việc. Thậm chí mấy bạn bên team khối vận hành bên khác, mọi người mỗi lần đưa request cho Phát là Phát dập tơi tả luôn, nhưng mà mọi người vẫn happy, vẫn chơi với Phát sau giờ làm, bởi vì mọi người nói rằng ok làm với anh Phát, bây giờ anh Phát mệt như thế không phải là vì anh Phát ghét mình, mà anh Phát làm bởi vì anh Phát focus vào công việc, và tụi em cũng respect chuyện đó chẳng hạn. Thì mình thượng tôn công việc, nó sẽ tạo ra một cái mục tiêu chung, lắng nghe hiệu quả. Tí nữa Phát sẽ nói về lắng nghe hiệu quả sau, nhưng mà biết cách lắng nghe cũng là một trong những cái tác rất là hay để giúp mọi người như thế nào, khi nào mình cần nghe, khi nào mình không cần nghe, nghe rồi làm gì, cũng là một cách lắng nghe hiệu quả, giao tiếp hiệu quả. Nghe thì phải có nói ra đúng không, ta nói ra làm sao để người khác hiểu, thì nó sẽ có nhiều những cái soft skill trong cái phần giao tiếp hiệu quả. Thì Phát cũng không tin là Phát có giao tiếp hiệu quả lắm đâu, nhưng mà đó là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà mình influence được người khác, xây dựng mối quan hệ. Có một cái đợt team member của Phát, mọi người mới hỏi là, nó nói với Phát là anh ơi em cảm thấy struggle khi làm việc với cái bạn đó, tại vì Phát giao task cho bạn này là phải làm với là một cái bạn dev bên kia. Bạn nói với em cảm thấy struggle, thế Phát mới hỏi chứ em làm sao em kể lại anh nghe. Dạ thì em đưa task cho bạn, nhưng mà kiểu bạn trả lời kiểu dửng dưng lắm, em hỏi gì trả lời đó. Xong cái Phát mới hỏi tiếp, thế thế ngoài việc đưa task em có làm gì nữa không? Không, không làm gì nữa đâu, anh muốn em làm gì? Thì Phát mới hỏi lại, thế vậy giả sử em đang bận đi, người khác kiếm em, người đó em chả biết người đó là ai, em chả giúp đỡ gì, người ta hỏi thì em trả lời làm sao? Thì đương nhiên sẽ có những người họ họ kiểu nice, thân thiện thì thôi trả lời, nhưng đâu phải ai cũng nice đúng không? Thì cái ở đây cốt lõi là chúng ta phải biết cách build mối quan hệ. Build quan hệ không phải là kiểu chơi chính trị nha. À cái biết ông đó là có thế mạnh, ông đó là có power đúng không, thế là tôi mua trà mua nước ngày nào cũng mời cà phê thuốc lá, ông đó phải là build quan hệ. Build quan hệ là build quan hệ một cách bền vững, đáp ứng mong đợi một cách phù hợp. Phát hay nói với lại team member của mình là mọi người đi làm không phải là làm supporter, chúng ta không đi làm bởi vì nếu chúng ta làm cho đồng nghiệp chúng ta happy, chúng ta đi làm bởi vì chúng ta tạo ra giá trị cho công ty, và khi chúng ta làm tốt công việc của mình thì người khác, thành viên khác mới happy, chứ không phải là ai nhờ gì cũng làm rồi bảo là thằng bánh này thế, mà cuối cùng hỏi hỏi tái của nó xong không, không nó đang bận support người khác rồi. Thì chúng ta cũng phải biết cách đâu là cái xây dựng được một cái phần gọi là cái đáp ứng hỗ trợ người khác một cách phù hợp, xác định được người. Quyết định cũng quan trọng. Một số trường hợp mọi người define giải pháp, mọi người làm với stakeholder, mọi người không biết ai là người đưa ra cái solution, mọi người đưa ra ai là người đi ra decision, mọi người toàn nói chuyện với các bạn executive bên dưới không, mà cái người making decision phải là cái người sếp. Và ngược lại, bạn cần hỏi về strategy, bạn đi hỏi các bạn execution làm sao bạn trả lời được, bạn phải hỏi sếp chứ đúng không. Thì ở đây mình phải biết được là ai là người mình nên nói chuyện, rồi cái process để hỗ trợ. Nó lấy ví dụ như là bây giờ stakeholder kiếm Phát nhiều lắm, mọi người tin tin là làm BM là một ngày toàn đi tiếp trả lời câu hỏi không, thì Phát không thể nào đi trả lời tất cả những câu hỏi đó. Thì cách Phát là Phát build một process là ok anh muốn đặt câu hỏi đúng không, anh vô hệ thống này submit đi, có một cái team sẽ đi tiếp anh hết những chuyện đó, thậm chí mình transfer lại những cái phần knowledge cơ bản cho cái team đó luôn, thế là tự nhiên Phát bớt được 50%. Thậm chí tuyển người vào share cho nó toàn bộ knowledge, ok đi kiếm nhỏ này đi chẳng hạn, thì nó cũng là một cái process cũng hay. Rồi xây dựng văn hóa, đó là không có một cái công ty nào mà kiểu làm việc theo kiểu chính trị mà mọi người sẽ phối hợp với nhau được. Cho nên bản thân mọi người chúng ta, nếu chúng ta có khả năng xây dựng được cái phần văn hóa, đừng nghĩ là công ty, chúng ta chỉ cần xây dựng văn hóa trong team chúng ta thôi, mà cũng không cần chúng ta là sếp, mình chỉ cần là một member. Nhưng ok, nhưng ngày xưa nhiều khách mới làm member bình thường, mọi người tháng này lâu quá mình không có outing, mình làm buổi nhậu đi, chủ động sắp xếp hết, đặt quán hết này nọ, đừng nghĩ là chúng ta làm những việc đó là những việc không phải là công việc, nó không mang lại giá trị gì. Khi mà mình làm chuyện đó, chúng ta cơ hội xích lại gần được đồng nghiệp hơn. Thậm chí có những giai đoạn mà ở giai đoạn công ty cũ á, ở chợ tốt phát tổ chức một buổi outing, mọi người thấy mọi người làm việc quá xa rời nhau, mọi người không thông cảm được với nhau, nói chuyện với nhau là choảng nhau. Build một cái buổi team bonding ở đâu ở Hồ Cốc, hẳn 2 ngày 1 đêm kéo một 60 người ra đó, một mình Phát làm hết toàn bộ plan từ đầu đến cuối, từ đặt khách sạn, đặt chỗ ở, ăn uống, lịch trình xe cộ, làm hết. Đi về mọi người đổi thái độ liền, tối đó ngồi đờn ca tài tử hát với nhau nhậu tới 2 giờ sáng, xong bữa sau về đổi thái độ liền luôn. Rồi chia sẻ thông tin, như Phát nói đó, mọi thông tin mình chia sẻ, nhưng chia sẻ thông tin mọi người lưu ý nó không phải là nhiều chuyện. Ê mày ơi con nó sắp nghỉ đó, ê hệ thống sắp sập đã được rồi, thằng đó mới bị gì đó đó,
không phải là không phải là chia sẻ thông tin Thái đang muốn nói nha, chia sẻ thông tin là chúng ta đang gặp vấn đề gì, chúng ta sắp tới chúng ta có kế hoạch gì, team chúng ta đang gặp khó khăn gì, thì những cái thông tin mà chúng ta chia sẻ đó nó sẽ giúp cho mọi người xích lại gần nhau được. Và cuối cùng là cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đó là một những strategy mà phải thấy là chắc là ai cũng 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 hiểu rồi đúng không? Rồi lắng nghe hiệu quả thì đó, ở đây thì có một số cái mistake thôi, là bản thân Phát cũng vậy, mình biết được đâu là giải pháp đâu là vấn đề rồi, nhưng mà khi mình đi nói chuyện với người đó đó, mình giống kiểu khi mà mình biết rồi mình hay có một cái thói quen là nói chuyện với người khác theo kiểu thử thách hả? Vậy hả, tao không nghĩ gì đâu, tao, chúng ta làm cho cái người đó cảm giác rất là khó chịu. Và ngược lại là khi mà chúng ta đi trao đổi, đặc biệt là trao đổi với stakeholder, chúng ta không khai thác thông tin mà chúng ta nói chúng ta chỉ cần một câu hỏi là yes hay no, mày trả lời yes hay no, mặc dù hỏi cho nhiều vô cuối cùng thực ra là lúc đó nó không khai thác được nhiều thông tin nha. Rồi một số cái khuyến khích ghi nhận giá về mọi người biết rồi, thì Phát thấy có hai cái khúc cuối mà Phát nốt lại thì là có một cái tip Phát nghĩ khá là hay mà Phát nghĩ là lên share mọi người, đó là nghe nhưng không nghe và không nghe nhưng nghe. Nghe nó có vẻ hơi rườm rà lùm bùm của ta đúng không, nhưng mà nghe nhưng không nghe nó như thế này nè, công việc của mình rất là nhiều thứ, không thể nào mình ngồi mình nghe hết thông tin được, thế nên là mình trong quá trình mình làm, nếu mà ngồi trực tiếp tại văn phòng á, hay thậm chí ngày xưa Phát đi on-site đi khách á, thì Phát ngồi đó, Phát ngồi kế khách hàng, đương nhiên mình là người lạ, hai khách hàng nó nói chuyện với nhau không bao giờ nó mời mình ngồi kế bên, nó nói gì mình ngồi mình nghe, mình vẫn làm công việc của mình thôi, mình nghe mà thứ mình collect vào trong đầu mình đó là keyword vậy vậy vậy. Thì đến một lúc nào đó đó khi mình gặp cái vấn đề đó đó, đợt đó thì tao có nghe ông đó ông discuss vấn đề đó rồi, thì là trong đầu mình đã có một cái awareness rằng là vấn đề này nó đã có rồi đúng không, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể tại thời điểm chúng ta nghe chúng ta không thực sự chủ động nghe mà nghe một cách thụ động á, nhưng mà nó giúp chúng ta tạo ra một cái tiềm thức chúng ta là cái vấn đề nó có tồn tại và cái người đó nói, thì thậm chí sau này khi mà Phát nói là ok Phát muốn giải quyết vấn đề đó và Phát nghe nhớ cái ông A đó đã từng nói, tôi kiếm ông A ơi em nghe hình như bữa em nghe anh nói loáng thoáng lại có nói về cái topic này hả, thì lúc đó nó bắt đầu nó phát sinh ra, bắt đầu nó phát triển ra dần dần dần, cái ông A nói không cái này anh chỉ nghe lại thôi, anh đúng là cái bà C mới biết, Phát đi kiếm bà C. Ngược lại không nghe nhưng nghe có nghĩa là mình không cái này hồi nãy Phát nói cái ví dụ mà Phát vừa nói mọi người là không nghe nhưng nghe, tức là chúng ta không nghe nhưng mà thật sự chúng ta đến cái tôi còn nghe nhưng không nghe, có nghĩa là khi mà stakeholder họ kiếm mình anh Phát ơi em gặp vấn đề này, anh Phát ơi em gặp vấn đề nọ đó, tức là mình tỏ ra mình hiểu họ, tại vì thực ra cái thứ ở đây mình cần làm đó là empathize, là mình đồng cảm với khó khăn của họ, nhưng mà không phải tất cả vấn đề chúng ta có thể xử lý được, thì cái cách mà nghe nhưng không nghe tức là chúng ta cố gắng tiếp thu, chúng ta collect được những cái vấn đề thực sự khó khăn chúng ta, thì trong quá trình mà chúng ta nghe nhưng không nghe, chúng mình nghe thì mình ok, có những cái mình thấy quan trọng mình nói lại ok cái này anh sẽ phải xử lý, còn có những cái anh biết là cái này rồi nhưng mà maybe cái này phải vấn đề thì anh xin phép ghi nhận nó vào backlog nha, để nó vào backlog thôi cũng được, nhưng ít nhất là chúng ta tạo ra một cái thói quen, một cái practice là chúng ta luôn tiếp thu vấn đề, bởi vì nếu mọi người cho rằng là tôi quá bận, mọi người decline hết những thông tin đó ra thì nó sẽ dẫn đến một cái nguy hiểm là khi mọi người tất cả các người khác họ nhìn vào họ chỉ biết là ok ông Phát này ông rất bận và không ai kiếm mình để chia sẻ thông tin, thì nó tạo ra một cái tiền lệ rất xấu là thằng Phát là thằng bận, không bao giờ tôi share thông tin gì với nó, chứ trong trường hợp ví dụ như bản thân mình đi, mặc dù mình bận đi nhưng mà mình chịu khó hỗ trợ người này người kia, mình chịu khó tiếp thu đi, thì khi họ có vấn đề gì họ cũng kiếm mình, những vấn đề nào mình thấy mình xử lý được mình xử lý ngay lập tức, có những vấn đề nào mình không xử lý được ok mình forward nó đi ngay, mình đá cái banh đi ngay, thậm chí mình lock lại backlog cũng được mà. Đấy thì là cái phần liên quan đến chữ nghe rồi. Cái này là một trong cái Phát thường hay áp dụng khi phát làm những cái phần về mentoring coaching với những cái bạn khác, thậm chí team member, thậm chí nói chuyện với người ngoài trái 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 team vậy, Phát luôn câu hỏi đặt ra là cho bạn đó là ở thời điểm hiện tại cái value quan trọng nhất của em là gì, mỗi người mỗi khác, bản thân Phát cũng khác và mỗi người tại mỗi thời điểm nó cũng khác, cách đây 5 năm nhu cầu của Phát nó khác, hiện giờ nhu cầu nó khác, mấy năm 5 năm nữa nhu cầu Phát lại khác đi, thì khi mà chúng ta hiểu được cái value của người mà chúng ta đang nói chuyện nó sẽ giúp chúng ta khai thác được là chúng ta nên react với ông này như thế nào, chúng ta nên tương tác với ông này như thế nào. Phát lấy ví dụ khi chúng ta làm việc với một cái bạn mà cái bạn này rất là kiểu là cực kỳ khó chịu, hay là một cái bạn này hay kiểu là thích được người khác khen ngợi,
thì mất gì đâu nếu chúng ta khen họ đúng rồi, cái giải pháp này của mày tao thấy cũng ổn đó, có gì mày share lại. Nó không phải là câu chuyện thảo mai nha, nó khác hẳn câu chuyện thảo mai, nhưng chúng ta nhìn vào câu chuyện là cái ông này ông thích được khen và cái thế mạnh của ông là gì, thì chúng ta khai thác vào cái chỗ đó và nó sẽ giúp chúng ta build được cái mối quan hệ, và chúng ta lấy được những cái thế mạnh của người đó về bù lại khi mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề. Chúng ta nói là ok, cái ông này ông đang là một cái người rất là làm việc với legal đi, legal lúc nào cũng cứng nhắc, legal lúc nào cũng là phải một là một hay là hai, legal không bao giờ đưa ra một cái giải pháp gì đó rất linh động. Nhưng mọi người phải hiểu là value của legal là cái gì, là họ sợ cái gì hay là họ muốn mong muốn cái gì. Cho nên đó là cái phần value này rất quan trọng, là khi mà chúng ta hiểu được value chúng ta sẽ biết được là mình nên làm gì và nên có những cái kỹ thuật nào để nói chuyện với những cái người này. Thì đây là cái phần mà về mặt value, ví dụ mọi người họ phát value hiện tại phát gì, ok hiện tại phát quan tâm đến lương, công ty nào trả lương cao mà đổi chẳng hạn, thì những cái người mà lương cao này thì khi mà bạn làm việc với những stakeholder đó sẽ có những cách ơi thị trường dạo này lương thấp lắm nha mày, tao đi hỏi vài chỗ rồi tự nhiên ổng bị rén liền kiểu vậy luôn. Thì đó chúng ta biết cái người nào chúng ta cần nói chuyện thì chúng ta sẽ có khai thác và chúng ta phải influence được người đó rồi. Và đây là cái công thức cuối cùng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ đúng rồi hết rồi, là E, A và O. Thì nó đơn giản như thế này, tức là ngày xưa á khi mà phát hỏi thời phát luôn hoặc là sinh viên luôn, khi mà mình nhận được một cái vấn đề nào đó đó hay là nhận được một cái bài tập nào đó, cái câu cửa miệng mà phát luôn nói cho người khác nghe là ok dạ em sẽ cố gắng hết sức, thì cố gắng hết sức đó là okay, về làm mọi thứ luôn, làm gì cũng làm, học hết, làm tất cả mọi thứ luôn, mà cuối cùng cố gắng hết sức nó ra gì thì mình không biết, nó ra thì kiểu hên xui ấy. Thì sau này á Phát có một cái công thức mà Phát thấy là khi mà từ thời mà Phát áp dụng đó, hiệu quả công việc nó gần như là nó khác hẳn. Thì cụ thể công thức đó là như thế này, đầu tiên chúng ta phải luôn hỏi là mong đợi của chúng ta là cái gì, thế bạn làm cái dự án này bởi vì bạn muốn cái gì, bạn muốn được kiếm user hay bạn muốn kiếm tiền hay là bạn muốn làm ra chỉ để đi gọi đầu tư, luôn đặt câu hỏi là chúng ta muốn cái gì. Câu hỏi số 2 đặt ra là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang gặp những vấn đề gì, khó khăn gì, thiếu cái gì, thì nó tất cả những cái phần đó là những cái phần gọi là chữ E, tức là những cái gì đang xảy ra chúng ta gọi là E. Thì cái thứ chúng ta cần quan tâm là để đạt được cái O này trên cái nền là chúng ta đang đứng ở chữ E này nè, chúng ta phải làm cái gì để chúng ta đạt được cái đó. Thì tất cả những cái R là những cái response mà giúp Phát đạt được từ ở chỗ này để đạt được cái này, thì tất cả những cái R đó sẽ được đặt gọi là top priority, là high priority, và Phát sẽ focus để Phát đạt được cái R đó. Thì đây chính là công thức luôn xác định được mục tiêu của mình là gì, luôn biết mình đang đứng ở đâu, và phải xác định được là để đạt được mục tiêu đó chúng ta phải có những hành động gì. Bởi vì sao, nó sẽ có rất nhiều những cái gọi là tâm lý, nếu mà tôi làm cái này thì tôi bị đánh mất cái tôi gọi là cái tự hào của một người PM, không cho phép tôi nghe cái điều đó kiểu vậy. Nên là mọi người luôn đặt ra là bởi vì cái tôi của tôi cho nên tôi không thể làm được điều đó. Cho nên là mọi người lúc này mọi người có phải đặt cái ô lên trên hết không, không, mọi người đang đặt cái R lên hết, cái R của mọi người là không làm cái đó bởi vì tôi không thích, thì cái R đó nó sẽ dẫn đi đâu, có thể là ô giác may mắn hoặc là đúng kỹ thuật, nhưng cái ô đó có thể là ô một ô hai, thậm chí nó không phải là ô thì sao đấy. Cho nên là cái R này rất quan trọng. Hôm ngày xưa khi mà Phát share với chạy chỗ vợ của Uyên á, à, vợ của Thành á, Uyên nó đưa ra một cái ví dụ là thế lúc mà em với Thành cãi nhau á thì em làm cái gì, hai vợ chồng cãi nhau hay bồ bịch cãi nhau thì mọi người muốn gì, thế là sorry Thành, Uyên nói là kệ đó, lỗi của em hay không em không quan tâm, nó phải xin lỗi em không xin lỗi, nếu lỗi em không xin lỗi kiểu vậy. Mặc dù cái ô của người đó là họ rất muốn là cái mối quan hệ này nó phải được làm lành, nhưng mà cái R là cái tôi của tôi không cho phép tôi phải đi xin lỗi bởi vì tôi không có lỗi, thậm chí là tôi có lỗi tôi không muốn xin lỗi đấy. Thì đây là một cái ví dụ rất rõ ràng câu chuyện là nếu chúng ta là ok để cái mối quan hệ này nó được lành lại thì even là lỗi của tôi hay là không tôi cũng phải đi xin lỗi, thì lúc này cái R đây là cái R mà Phát sẽ phải làm cho tới chết cũng phải là cái R này. Nhưng trên cái tinh thần là cái Y là cái gì, là Y là cái ông này là xin lỗi anh câu là ông nghe,
Còn nếu y là cái bài toán khác, như là hai đứa này đang có vấn đề gì đó, hay là cái thằng này nó đang có bồ bịch gì đó bên ngoài mà chỗ này mà không xin lỗi này nọ là nó đi luôn, trời ơi là xa lắm luôn, thì mọi người phải biết được là cái y là tôi là gì. Còn y này ok, hai người này vẫn đang rất yêu nhau nhưng chỉ bị giận, và cái ô là chúng ta đang muốn hai người làm lành thì ok chúng ta xin lỗi được. Còn hai người này mà cái thằng này đang, hoặc là con nhỏ này, hoặc là đang có bồ bịch gì đó bên ngoài, hoặc là im luôn không xin lỗi, cái giờ là chúng ta im luôn bởi vì cái tôi quá cao, chắc chắn sẽ chia tay và đáp đứa được cái kỳ vọng của đứa còn lại là ok tao chia tay tao đã quen người mới. Thì cái này nó sẽ áp dụng được rất rất nhiều tình huống. Ví dụ mọi người nói ok trong cái tình huống này cái problem của ta xuất hiện, và thậm chí mọi người nói là cái ô của tôi là tôi không muốn giải quyết vấn đề này, tôi muốn là cho nó bung bét luôn để cho tất cả mọi người thấy là cái process chúng ta quá tệ, thì lúc này cái ô chúng ta là cho nó bung bét chứ không phải là cái ô chúng ta là giải quyết vấn đề. Thì cái R chúng ta là cái gì? Xoáy vô tạo ra thêm vấn đề cho nó bung ra được mà, đúng không? Còn nếu mà chúng ta chỉ cần tập trung vấn đề, tập trung vào cái R này, thì trở lại câu chuyện ví dụ lúc đầu là mọi người nói là ok em sẽ cố gắng hết sức, phát không nói là nó sai, nhưng nó đôi khi mọi người sẽ mất rất nhiều năng lượng tại vì mọi người làm quá nhiều cái R đó đi, và thậm chí có những cái R nó không đạt được cái ô nhưng mọi người vẫn làm, thì nó tiêu tốn mọi người thời gian, tiêu tốn mọi người công sức, và đôi khi mọi người làm những cái không liên quan đó, nó không dẫn đến mục tiêu cuối cùng. Rồi thì đó là toàn bộ những cái phần mà Phát muốn chia sẻ với mọi người trong cái session vừa rồi, hơi lố đúng không, từ 9 giờ 15 một tiếng 45 à, một tiếng gần một tiếng, sorry Thành anh bị lố Không sao rồi, nghe cuốn quá mình không biết là lối giờ luôn. giờ. Dạ không sao. Rồi thì chắc là trước khi vô Q&A trở lại cái bài toán hai cái bài này đi, chắc là mình open discussion khoảng vài phút cho vui đi. Cái số 1 đi, thì có bạn nào phân tích thử giúp Phát coi là trường hợp này sai lầm là gì không? Cái bạn mà làm meeting này nè. Ở đây không ai xung phong đâu nên em sẽ mời nha. Chị sẽ mời Vi Trần. Wow, Wow. cảm ơn chị. Cái này thì em cũng nghĩ là em sẽ cần phải like riêng với từng team trước, là tại sao em mời mọi người vô và cái thông tin mà em muốn mọi người chuẩn bị là cái gì, hoặc là maybe có thể hơi manipulate một xíu, định hướng một xíu là em muốn mọi người đưa ra những thông tin em hướng nào để nó có lợi cho một cái solution nào đó chẳng hạn. Maybe nói chung là phải align riêng trước. Và với lại hồi nãy anh Phát cũng nói một cái point là phải đưa đi vô thì phải phải giới thiệu context rõ ràng cái kiểu. Chắc là chỉ có như vậy thôi. Ok, thank you Vy. Ok, chắc thêm một ý kiến đi ha. Em sẽ để coi. Mọi người muốn mời mấy bạn senior hay muốn mời mấy bạn newbie? Mình mời ai ở đó senior đi cho nó hấp dẫn. Ok, vậy mời anh Thiện đi. Nãy mới thấy anh Thiện nhắn lên Discord là hay lắm, vô nghe đi. Alo. Nghe đây anh. Dạ vâng. Đối với Thiện thì nói với về case này thì khi mà tổ chức một cuộc họp mà các bên đều tham gia thảo luận thì đầu tiên thì mình sẽ nêu context vấn đề và cả expected outcome, mới là mong muốn là sau cuộc họp sẽ có những action gì, action hoặc là outcome gì để mọi người có cái target chung á, để cái đó thì nghĩ đầu tiên thôi chứ chưa nghĩ được ra gì thêm gì nữa. Nice. Vậy là kết hợp hai ý kiến của Hải Vy với cả anh Thiện, là cái ý kiến đầu tiên là trước trước cả buổi họp đó là mình đã phải có những cái alignment nào trước rồi với những cái stakeholder liên quan, và sau rồi khi mà vô cái buổi họp là nhiều khi nó sẽ chỉ còn là những cái thông tin mà nó possibly nó có thể được align những cái buổi đó thôi. Thì nói tiếp tới cái ý của anh Thiện là phải xét được cái outcome của buổi đó là cái gì và đến cuối buổi thì mình sẽ đạt được cái gì. Ok, vậy rồi anh Phát có muốn debrief không anh? Thật ra thì như Phát nói đó, nó sẽ không có một cái gọi là cái practice nào là one size fit all, mà nó tùy tình huống, mà nó còn tùy vào là cái stakeholder của mọi người là ai. Ví dụ trong những cái người mà mình nói trong phòng họp đó là những người thích nói đi, là những người thích dẫn dắt đi, là những người có kinh nghiệm đi, thì chúng ta cũng chả cần phải quá sợ tại vì cái người này dẫn dắt giùm chúng ta rồi.
Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà trong phòng họp toàn là những cái người kiểu sợ hãi, sợ sệt, không dám nói sợ sai, và thậm chí có CEO ngồi đó cho nên không ai dám nói gì, trường hợp này có. Cho nên là trở lại câu chuyện là cũng giống cái công thức EIO ấy. Cái O là chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn khai thác được thông tin, chúng ta muốn giải quyết vấn đề, hay cái cuộc họp này chỉ đơn giản là cuộc họp để mọi người aware được vấn đề, thì O là cái gì? Và thứ hai đó là cái để đạt được cái O đó, chúng ta phải có những cái repair gì? Thì trở lại cái câu chuyện là user journey mapping first share. Để đạt được cái O đó, chúng ta phải làm, ví dụ để giải quyết vấn đề chúng ta phải có những cái phòng ban nào, phòng ban này là nằm trong cái set nào, ai cần phải lôi vào, cái người đó họ có ready chưa, họ đã biết vấn đề này trước chưa, chúng ta có cần họ input gì trước buổi này hay không. Tất cả những cái đó gọi là preparation. Preparation là một cái R để chúng ta đạt được cái O. Và để đạt được cái R đó, đôi khi mình sẽ phải làm một cái document nhờ cái người đó input vào trước luôn. Right? Nó hơi take time. Nhưng ít nhất chúng ta biết rằng là cái ông này vào cuộc họp sẽ không bao giờ nói gì. Ok, thay vì ông không nói đâu, ông thích viết đúng không? Tôi cho anh viết. Viết trước meeting. Thậm chí nó có những cái meeting mà phát làm ấy, phát build một cái document ra. Init mọi thứ bằng document đó. Có hết thông tin rồi. Và phải vào phát đầu một cái meeting 1 tiếng rưỡi, phát dành 15 phút 20 phút đầu hay mọi người. Toàn bộ thông tin nằm hết document rồi, chúng ta sẽ có 15 phút silent read, mọi người đọc và comment vào. Sau 15 phút phát chỉ đi trả lời những cái comment có trên đây thôi, và xác mình chỉ còn dành ít thời gian để gọi là open question bên ngoài. Thế là mọi người ngồi, có even là những người đã đọc rồi, những người chưa bắt đầu họ vào họ comment hết, vào hết 15 phút nó đi giải quyết comment từ trên xuống dưới. Nó cũng là một cách để mà mình khuyến khích người ta, bởi vậy phải đặt câu hỏi, đưa ra mọi người một cái ship là mọi người phải biết là chúng ta đang làm việc với ai. Tại vì nếu mà chúng ta làm với những người kiểu dửng dưng, một số người kiểu làm chả quan tâm gì hết, thì không thể nào vào bắt ổng comment được, chắc chắn ổng sẽ không comment, sẽ không ra gì hết. Thì với những người này chúng ta phải có những cách khác. Thì đó là một số cái mà Phát nghĩ là bản thân Phát thì rất nhiều cuộc meeting lo như thế. Và cái quan trọng nhất nè, không phải lúc nào mình cũng là người hot meeting. Sẽ có những người team member mình là người hot meeting thì mọi người sẽ phải đưa ra những feedback, à, tao thấy mày feedback, thậm chí team member mình phải biết rất rõ ràng là hey mọi người ơi, cái cách này làm việc sẽ không hiệu quả. Mình đưa ra rõ ràng những cái luôn, gọi là mong muốn cải thiện cho họ luôn cũng được mà. Thì và đầu và sau đó cuối cùng là cố gắng keep cái time box, và nếu mọi người là người control cái meeting đó, luôn cố gắng kéo mọi người thành viên trong meeting về đúng cái xương sống, cái sườn của cái meeting đó. Sẽ có những người họ nói rất là hăng say, họ nói đến nỗi là họ nói luôn ra những cái vấn đề gọi là out topic luôn. Thì nó, hey sorry anh ơi, em biết là cái này quan trọng đó. Em biết là anh đang rất gọi là nhiệt huyết với vấn đề, nhưng em xin phép cuối buổi meeting anh ngồi lại nói thêm vấn đề cho em, hoặc là em sẽ book cho anh một meeting khác để nói vấn đề đó, nhưng hôm nay chúng ta đang nói vấn đề này, correct về. Mọi người đừng có sợ là khi mà chúng ta correct người khác sẽ giận, tin Phát đi, khi mọi người khéo mọi khác về cái timing, gọi là cái time box cho đúng á, chỉ có một cái người mà đang bị chỉnh thì cảm giác hơi hụt hẫng tí xíu, còn lại tất cả những người khác trong meeting sẽ rất vỗ tay hồi má, cảm ơn hàng đã nói nhiều quá. Thật, tin Phát đi, chị chắc chắn sẽ ra, nghe nhiều mệt lắm. Nên là cố gắng kiểm soát cái thời gian, tại vì thời gian nó càng nhiều, nó càng dây ra đó, thì team member mình sẽ càng nản thôi. Và thật ra, ví dụ mọi người book meeting 1 tiếng, cái năng lượng nó nằm ở 30 phút đầu, không phải 30 phút đầu, chính xác là nằm ở phút thứ 15 đến phút thứ 45. Còn về gần cuối mọi người nhìn thấy gần hết giờ rồi, tao sắp có meeting rồi, bắt đầu ngồi nhìn đồng hồ, bắt đầu ngồi chat chip này nọ. Thực ra nó nằm ở khúc giữa thôi. Thì cố gắng tôi đưa hết những contact ở cái 15 phút đầu, còn những cái giai đoạn chính là tập trung vào khai thác các kiểu. Rồi, mọi người có comment gì hơn trên cái phần approach của Phát không? Rồi, thì qua cái case study số 2 đi. Cái này vui hơn nè. Có cánh tay nào không? Em nghĩ chắc em sẽ Làm mời việc một với chị những người trong tính. senior engineer. Không biết là chị senior engineer đã có Chị này trong có cái nóng tính team không? Chị không này nóng biết. tính không? Em xin mời chị Hà. Context là chị Hà là senior À, chị không phải senior, đầu tiên phải giải thông tin đó, chị không phải senior. Thứ hai là chị đâu có gặp một người như này trong bao nhiêu năm làm việc đâu. Sao chị Hà may mắn thế? Lỡ gặp thì sao chị? Lỡ gặp nữa.
thường xuyên cáu gắt, không hài lòng với các thành viên khác. Ok, thì chị nghĩ là mình muốn nghe ý kiến của bạn ấy thôi. Và có thể là cái việc bạn ấy thể hiện thái độ ra cũng là để bạn xả stress. Chị cũng không bao giờ cảm thấy sợ với một cái bạn như thế này cả. Nên là tức là nó như là kiểu một bạn ấy sẽ rất là cứng ở trong team á, tức là bạn cứng về mặt đối đầu với những cái yêu cầu, không phải đối đầu cái kiểu như là mình nó như là một cái người mà luôn có cái critical thinking thì mình chỉ nghe vậy thôi và mình nó là một cái ý kiến. Còn bạn ấy thì chị nghĩ là bạn ấy sẽ cũng không đến cái mức mà bảo là tôi không làm cái này. Thế nên là sẽ luôn có một cái đến cái cuối cùng thì vẫn là sẽ có một cái decision cuối cùng và bạn ấy cũng sẽ làm, hoặc là mình sẽ nhìn nhận cái ý kiến của bạn ấy thôi. Cũng không bao giờ cảm thấy sợ với một người như thế này. Nice. Yeah. Nhiều khi chị Hà không gặp là vì tại vì chị Hà không sợ nên chị Hà không thấy là vấn đề. Chị đó, chị không xin nhờ, nhưng mà qua cách trả lời chị em tin là chị xin nhờ lắm luôn. Nhưng mà em nghĩ là cái, nhưng mà chị Hà nói đúng là thật ra trước khi nghĩ về cách đối phó thì mình phải đào sâu vô là tại sao bạn lại có một cái sự bất mãn và bạn thể hiện ra ngoài như vậy. Thì maybe là có thể có nhiều lý do, có thể thì cuộc sống mà có thể như là vợ mới sinh nè, xong rồi thức đêm thức khuya kiểu, xong rồi đi làm còn nghe mấy cái thứ vớ vẩn đó thì nóng là chuyện bình thường. Hoặc là những cái compensation, hoặc là những cái tức là mình đoán là trong những cái mà bạn complain á thì nó sẽ có những cái thứ đó mà nó giúp cho mình hiểu hơn về cái vấn đề của bạn. Thì chắc là đầu tiên là phải hiểu cái đó. Còn ở khía cạnh khác thì mình nghĩ là nếu mà giúp được bạn thay đổi cách làm việc thì tốt. Còn nếu mà không thì chắc là mình frame lại cái tình huống là thay vì giúp bạn thay đổi cái hành vi thì giúp cho người khác biết cách làm việc với bạn. Nếu mà mình có thể mình thì chắc là BM thì chắc là sẽ gần với lại engineer hơn. Thì trong trường hợp mà mình không phải là người bị chửi là ngu thì mình có thể hiểu được và mình có cơ hội để mình hiểu được những cái gọi là những cái viên ngọc quý đằng sau những cái ý kiến mà kiểu bọc bên ngoài bằng một cái lớp gai của bạn á, thì mình có thể tìm cách để mà highlight những cái đó ra. Và mình có thể giúp cho những người khác biết được cái cách mà nên làm việc với bạn này và đặt cái câu hỏi làm sao cho đúng, thì maybe là sẽ có một cái khoảng thời gian mà mình trở thành cái chỗ mà cái luồng thông tin nó bị đẩy qua mình và mình đẩy qua bạn đó chẳng hạn. Và mình khi mà mình biết được cái cách mà frame câu hỏi mà bạn đó phản ứng á, thì mình có thể mình public lên, tức là ok đăng lên một cái public channel là ok bạn A hỏi có một câu hỏi như vậy nè, và mình frame nó theo cái kiểu mà các bạn engineer này các bạn appreciate, thì mình nghĩ là một số cái cách tiếp cận đấy nó sẽ hiệu quả. Yeah. Cái cách Thành nói là kiểu cái viên ngọc ấy thấy hay phết, tức là nó đúng cả trong cái trường hợp mà về câu chuyện về cả technical lẫn về câu chuyện về emotional đó đấy. Tức là khi mà mình nghe gì, khi mà mình thấy cái thái độ đấy thì mình thường là judge người ta là kiểu có cái behavior đúng, nhưng mà cái việc mà mình kiên nhẫn lại mình hỏi là tại sao, hoặc là ở đằng sau nó là cái gì, hoặc kể cả technical mình hay mặt bọc người đấy, cứ thử hỏi là đây theo em hiểu như này này thì liệu em có hiểu sai cái gì không, thì tức là mở ra một cái con đường cho người ta học thêm. Thì với mình thấy khá là ngạc nhiên đấy là khoảng 70% là cái judge của mình là sai luôn, tức là kiểu hoặc là vừa là cái judge của mình về cái tình huống technical nó sai, vừa là cái judge của mình về cái context thì gây nên cái cảm xúc của họ cũng bị sai. Thì thường thường chỉ cần bước lại khoảng 2 bước thôi, như thế khác lắm. Yeah. Vậy anh Phát có chia sẻ kinh nghiệm xử lý những tình huống như vậy? Mấy cái nãy giờ mọi người nói thì thật ra là rất là hay á. Thật ra là nên là như vậy luôn. Phát cũng tiếp thu được khá là nhiều những cái chia sẻ mọi người á. Cũng hay, thank you. Thì thật ra totally agree
là câu chuyện là mình sẽ phải, cái thứ đầu tiên của mình phải là mình empathize. Chúng ta đang nói rất nhiều về việc là chúng ta build product, chúng ta nói là chúng ta hiểu người dùng, thậm chí là trong team member mình còn không hiểu thì chúng ta hiểu người dùng thế nào. Nên cái thuật ngữ mà empathize mọi người hay dùng á, thì nó nên được apply cho cả cái team member, nó được apply cho cả cái những cái phòng ban khác từ BCD của mình. Vì sao legal hay khó khăn? Vì sao kế toán luôn là lúc nào cũng bảo thủ, kế toán không thích làm gì đó mới? Mọi người thử bao giờ đặt tình huống đó thấy không? Nếu mọi người chưa bao giờ làm cái kế toán, trong một cái nhiều cuộc họp kế toán nói không, chị không đồng ý làm cái này, quá rủi ro. Mọi người ngay lập tức mọi người đưa ra một cái gọi là cái kỳ thị trong đầu mình là bà kế toán này rất là khó. Nhưng nếu mọi người thử một ngày làm kế toán xem, nó lệch 1.000 đồng mình cũng phải ngồi mình fix cho nó hết lệch, mình cũng phải đi giải trình. Có những giai đoạn mà cái thời điểm mà phát làm bên chỗ bên finance, những cái hệ thống của finance, mọi người cứ tin là những cái ngày 30 tháng 4, cái ngày 2 tháng 9 người ta đi chơi, mình phải lên văn phòng ngồi fix lệch số. Thì trong trường hợp nếu mọi người đặt mình vào cái người kế toán đó, lễ Tết người ta đi chơi mình phải ngồi mình fix lệch số đó, thì theo mọi người có happy, mọi người có sẵn sàng welcome, mọi người có sẵn sàng rần rần chia sẻ idea cái này hay lắm làm đi không? Không. Nên cái mấu chốt vấn đề thứ nhất là câu chuyện là chúng ta phải empathize được là cái người đó, như nãy Thành hay là Nam anh đó, chúng ta có thực sự hiểu được họ đang có vấn đề gì không? Họ đang gặp những vấn đề gì? Cái thứ hai, ngoài cái empathize đó, nó có một cái slide này nè. Là phải có share cái slide này. Đây. Cái value của cái anh chàng đó là gì? Cái chị đó là cái gì? Cái value của họ có phải là họ là được hoàn thành dự án không? Chưa chắc. Có người thích khen, có người này có thích khen không? Chưa chắc. Cho nên á, là tùy tình huống mà khi chúng ta gặp những cái stakeholder như thế, chúng ta understand được cái value của họ đó, nó sẽ giúp, trở lại câu chuyện lúc đầu phải nói mọi người là khi chúng ta hiểu được người này đang bận tâm về cái mối bận tâm của họ là gì, họ đang gặp vấn đề gì, thì chúng ta sẽ biết cách nên làm với họ như thế nào. Bỏ qua những cái vấn đề về mặt technical, những cái vấn đề về mặt technical là dĩ nhiên mình sẽ phải khai thác. Phát lấy ví dụ về mặt technical là cái gì? Thứ nhất, nói chuyện với engineer. Nếu chúng ta là dân PM hoặc là chúng ta là nên dân business, chúng ta qua chúng ta nói với họ những thuật ngữ mà chỉ có business mới hiểu với nhau, nó điên không? Nó điên bởi vì chúng ta đang nói những thứ nó không hiểu. Và ngược lại, nó dùng những thuật ngữ rất business bởi vì nó không phải là một cái thằng giỏi ăn nói, nó không phải một đứa đứng trước mặt đám đông để có thể pitching cho một đứa present về mặt chiến lược, về mặt strategy. Nó là dev. Và khi nó là dev thì nó không, chúng ta không thể nào kỳ vọng nó nói một cái gì đó mạch lạc và hiểu giống như kiểu là cái ông sale được. Nhưng khi ông dev hôm qua ông nói toàn những thuật ngữ về mặt technical, bản thân chúng ta là business hoặc chúng ta, quan trọng nhất là chúng ta là PM, chúng ta nghe những từ đó chúng ta không hiểu á, bị chửi ngu cũng đúng. Nói hơi gắt nhưng mà thực ra là chúng ta nên tìm hiểu những thuật ngữ, chúng ta nên tìm hiểu những cái knowledge cơ bản để chúng ta at least là nói chuyện được với dev. Không cần phải kỳ vọng là ok mình phải rành cái ngôn ngữ code như thế nào. Nhưng ít nhất khi mà người ta nói back end là gì, front end là cái gì thì chúng ta phải biết. Phát lấy ví dụ, có một số cái bạn PM phải nói làm PM khi mà đi làm với dev, cái lỗi ví dụ như là trên một cái màn hình đi, nó sẽ có những cái thông tin, ví dụ cái thông tin là cái số căn cứ công dân, nó sẽ show ra cho một cái user đi, người ta nhấn bấm cái nút show ra một cái thông tin này nọ, thì cái số thông tin đó nó bị sai. Thế là đi nhảy qua kiếm cái ông code web, cái ông code front end á, bảo ông fix giùm đi. Gặp ông này đang điên đó, ông về ông chửi đúng không? Đúng. Thì ở đây câu chuyện là nếu chúng ta cần có một cái gọi là cơ bản vừa đủ để chúng ta hiểu được là back end là gì, front end là gì, là API là gì, thì chúng ta đã đỡ cái rủi ro bị chửi ngu đi nhiều lần rồi đúng không? Đương nhiên, một cái ở đây phải nhấn mạnh rất là mọi người sẽ phải rèn luyện cái tinh thần thép bằng việc là nghe chửi ngu không buồn, nghe chửi ngu không giận thì mới làm việc được. Chứ nếu chúng ta mới đi làm, ngày xưa đi làm sếp vừa chửi em làm cái quái gì vậy, ẹt gì làm lại về tổn thương nguyên một ngày luôn, không làm gì được hết thì thôi, rất khó làm. Cho nên phải hay đó là mình phải rèn luyện được cái tinh thần thép của mình. Mình nghe người ta vả thì mình vài lần để mình tỉnh ra. Ok, tôi biết tôi cần phải lên cái gì, tôi biết tôi phải làm cái gì. Cần chữa lành, đúng rồi, Nam nói đúng rồi đó. Làm, đi làm 3 bữa về đòi chữa lành, lương tháng có 10 triệu, chữa lành lần 20 triệu. Kiểu vậy. Thì mình sẽ phải có những cái tác tiếp.
cái thuật ngữ cơ bản để đủ để nói chuyện với cả business, cả dev. Thì trở lại câu chuyện là khi mà chúng ta có được những phần technique rồi thì còn lại câu chuyện là về mặt non skill, cái gọi là non technique, cái gọi là soft skill. Thì khi chúng ta hiểu được cái value người đó, chúng ta sẽ biết là cái người này nên được can thiệp như thế nào. Trở lại câu chuyện ví dụ vừa rồi, cái bạn này, cái bạn T này, thì ra câu chuyện nãy các bạn nào đó đó, vì sao họ gắt gỏng, thì cái bạn này phải cũng có tiếp xúc, đây là một cái thực tế. Và mình thấy là ít nhất là mình nói chuyện được với ổng, nói chuyện được cái đã nha. Đầu tiên là phải làm nói chuyện được bằng cách là ok, toàn bộ những requirement của Phát khi đưa qua cho ảnh, tất cả những cái requirement nó phải clear. Có thể nó làm bạn tốn thời gian hơn một tí, nhưng bạn biết là bạn đang làm bởi ông rất khó chịu, thì thứ nhất bạn phải chu đáo, bạn phải chỉnh chu. Ví dụ mới quen bạn gái đúng không, bạn gái nói bố tao khó lắm, thì mọi người làm gì? Rồi bữa đó ăn mặc chỉnh tề tới, ăn nói gọn gàng. Thì tại sao với đồng nghiệp mọi người không làm được như vậy? Mọi người biết là cái thằng này khó thì tại sao mọi người không có những chỉnh chu đó, đúng không? Thì tương tự như vậy luôn, mình cũng sẽ phải hiểu cái người đó là như thế nào. Đương nhiên thì mình sẽ phải có những chỉnh chu cần thiết, prepare cần thiết, ok, để mình ai break được cái mối quan hệ người đó, cho họ một cái cơ bản ok, tao nói chuyện được với thằng này cái đã, trước khi mình expect là họ chia sẻ quá nhiều, thì hãy phá vỡ một cái rào cản đầu tiên là cho ông thấy rằng là tôi là người có thể nói chuyện được với anh. Rồi sau đó đến giai đoạn cái tiếp, khi mà bắt đầu ai break được rồi, trao đổi được rồi nha, mình keep cái relationship và những cách trao đổi nó professional. Cái này nè, Phát confirm nè, mọi người làm đi, Phát confirm nè, bạn làm đi, nếu sai Phát chịu trách nhiệm. Communicate mình rõ ràng ra thì họ ok, thằng này là một cái thằng tao có thể trust hơn được, tức là mình tăng cái trust lên dần. Thì đến một lúc cái trust nó vừa đủ á, để mà nó vượt ra khỏi cái phạm vi công việc rồi á, thì bắt đầu mình đi sâu vào cái gọi là tâm sinh lý, tuổi dậy thì mới lớn gì đó, bắt đầu mình đi sâu vô, mời đi nhậu, rủ đi cà phê, tâm sự mỏng, thậm chí lâu lâu bình thường những cái việc mà ba không biết là mọi người gặp like không, lâu lâu bình thường 3-4 giờ chiều ngày xưa ở văn phòng rảnh không rảnh lắm nha, chạy qua vỗ vai, cái này cái gì hay quá mày, tao thấy trên bàn mày nhiều cái con mô hình này đẹp quá. Tức là mình tạo ra một cái gì đó để họ thấy rằng à, cái người này với tôi là có một cái quan hệ gì đó, có một cái gì đó mối quan tâm chung. Tức là mình khơi gợi họ share ra nhiều hơn. Trong những ngày xưa Phát đi chụp hình thì thầy Phát dạy rằng, Phát mê chụp hình lắm, thì thầy Phát dạy là mình đi làm với cô dâu chú rể, thì mình cũng làm với câu chuyện tương tự vậy luôn, mình cũng phải làm empathize, mình cũng phải eye breaking kiểu đó. Thì cách eye break là gì? Thấy ông đeo đồng hồ, bắt đầu ngồi khen cái đồng hồ đó. Ừ, có thể là mình không biết gì về đồng hồ hết, ok, đồng hồ của anh em thấy đẹp quá ha, sao mà cái màn nó bóng dữ vậy ta, này có hình phải Rolex không anh? Thì tự nhiên cái ông này ông đang một cái chuyện rất khó khăn, thì ông bắt đầu ông cởi mở về đồng, là hai ông bắt đầu kết nối thông qua cái đồng hồ. Thì tương tự như vậy luôn, mình sẽ coi những cái thằng này sở thích đó là gì. Nhiều khi mình để ý một tí, bạn này thích chạy bộ, bạn này thích đạp xe, bạn này thích lắp ráp mô hình, cái bạn này mê game. Cái ô là nhìn lại, cái ô là tôi đang muốn khai thác, tôi đang muốn nói chuyện được với ông này, thì những cái đó là những cái rờ mình cần phải làm mà, đúng không? Thì khi mà Phát nói chuyện với bạn này, Phát eye break dần dần, Phát đi sâu dần dần, Phát nói chuyện được với bạn, thì thật ra Phát thấy cái value của bạn. Nhất, bạn này gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly dị, à nhà dưới quê tháng nào cũng phải đòi chu cấp, đòi trợ cấp, theo mọi người đi làm gì vui không? Thứ hai, bạn này hơi có sức khỏe, hơi có vấn đề về mặt sức khỏe. Nói thẳng ra bạn hơi béo phì, nhìn hoài thì nghĩ là béo phì tí cũng chả sao, nhưng mà thật ra bạn rất đều và gần như bạn phải đi khám thường xuyên. Thì có thể từ cái việc là bạn đi khám, bạn uống thuốc, những cái thuốc đó nó ảnh hưởng đến cái phần gì đó trong cơ thể. Nó không phải là bác sĩ, không nói được, nhưng nó cũng là một cái thứ ảnh hưởng đến gọi là cái tâm sinh lý của bạn mà, đúng không? Phần thứ ba, bạn này có khao khát được thừa nhận công sức của mình, bởi vì vấn đề của bạn là bạn làm rất nhiều thứ, gần như ai cũng nhờ bạn, nhưng chưa ai nói với bạn một lời cảm ơn là cảm ơn mày đã giúp tao. Chưa có một sếp nào approach bạn này nói là ô, thằng này nó giúp đỡ được nhiều người quá. Và điều đó khiến cho bạn này cực kỳ khó chịu khi mà phải đi giúp đỡ tất cả những người khác, phải đi trả lời những câu hỏi khác. Chúng ta khai thác được những cái phần đó, khi mà chúng ta khai thác được như thế thì rõ ràng là chúng ta biết là ok, ông này có khó khăn về gia đình cũng cần thu nhập, ông này có vấn đề về mặt sức khỏe ảnh hưởng đến physical health của ông,
và ông này có nhu cầu được thừa nhận năng lực, có nhu cầu được công ty gọi là appreciate cái thành quả của mình. Thì với những cái phần đó chúng ta can thiệp vào. Thứ nhất, chúng ta gửi những lời cảm ơn. Thứ hai, trong những cái phần release note khi mà đưa ra cái sản phẩm đó, trong phần email release đó, chân thành cảm ơn team anh A, bạn B, bạn C và luôn luôn có các bạn đó trong cái tên đứng đầu. Thứ hai gì đó mình thích, nếu mình cách tế nhị thì mọi người có thể ghét bạn đó. Thay đổi liền. Bạn này có vấn đề gia đình đúng không? Đi cà phê, nhậu nhẹt. Còn tao thấy dạo này mày có vẻ khó chịu, ở nhà có chuyện gì không? Bạn share phát hết những câu chuyện của phát vào gia đình luôn. Thì sau này khi mà cái ca này bắt đầu build được cái quan hệ rồi thì làm việc với bạn này rất là smooth. Thậm chí những cái bạn stakeholder, những cái bạn business khác khi mà làm việc với bạn này có thể là nhờ mình can thiệp giùm anh Phát ơi, có gì anh nói chứ. Nhưng mà Phát không khuyến khích đó. Phát thích hai người tự làm việc với nhau. Và Phát share lại người với lại cái bạn này luôn à. Business họ cũng có những cái khó khăn của họ. Trong cái buổi interview á, Phát biết bạn này cũng có quan tâm đúng không? Mình đi interview khách hàng, mời bạn thì ơi, đi với anh cho mày nghe. Thì dần dần bạn này bạn mở lòng ra. Là thậm chí bạn chửi công ty đúng không? Xong á, Phát mới hỏi lại người một. Giờ theo em có chửi gì thấy công ty có tăng lương vậy không? Không. Thế thì bạn nói, thế Phát nói bạn đó là ok, thay vì giờ nếu mà giờ công ty không tăng lương, em làm em khó chịu gì thì thôi bây giờ em làm đúng nhiệm vụ của mình đi. Hết giờ em về, tối em làm thêm việc ngoài đi, thêm thu nhập, trợ cấp cho gia đình. Bạn bớt hằng học lại. Bạn có thêm thu nhập. Có thể, ok, cái giải pháp đó nó không tốt bởi vì nó sẽ khiến bạn phân tâm. Nhưng at least tại thời điểm đó value của bạn là bạn cần tiền. Bạn tách rời ra khỏi những cái khó chịu của bạn. Bạn thấy thoải mái hơn. Và không, thường bạn này thì hiện tại thì giờ bạn này vẫn thường xuyên nhắn tin cho Phát để hỏi một số ca. Thậm chí 2-3 tháng có nhắn tin cà phê để nhờ tư vấn trợ giúp. Và Phát thấy là sau rất nhiều lần Phát nói chuyện với bạn ấy. Ồ, cái mindset, cái tâm lý của bạn bắt đầu open ra nhiều hơn. Thậm chí cái lần đây, cách đây khoảng 1 tháng bạn approach Phát. Mọi người có tin không? Bạn hỏi Phát là, anh Phát ơi, làm sao để em yêu thương anh được mấy cái đứa khác. Mấy đứa đó tụi là business, chuyện đó trước đây không bao giờ Phát nghĩ bạn này sẽ làm chuyện đó. Nhưng bây giờ bạn nó bắt quan tâm là bạn muốn yêu thương, bạn muốn coaching những cái đứa. Và nó là cái đứa em muốn coaching là PM. Thì em phải làm sao? Tại vì nó gà quá, nó non quá, cho nên em phải coaching ngược lại. Bạn này bây giờ là lead team rồi. Rồi thì đó là cái nói hơi dài nhưng mà phải nó thiên về câu chuyện là chúng ta phải nhìn nhận đa chiều, nhìn nhận nhiều vấn đề để chúng ta coi là cái thứ gì chúng ta cần phải khai thác và chúng ta phải làm cái gì để chúng ta đạt được mục tiêu đó. Rồi chắc là Q&A đi, 10:40 rồi. Dạ yeah, ok không sao anh, em nghĩ là rất cuốn mẹ cũng không ai quan tâm đâu. Ok trước khi qua phần Q&A thì chắc là Thành sẽ xin ra một số cảm nghĩ. Thì thật sự là rất là nhiều cái thông tin, kiến thức và trải nghiệm trong buổi chia sẻ hôm nay, và mình tin là nó chỉ là một phần nhỏ của những thứ mà anh Phát đã làm và đã trải nghiệm và đã trích xuất ra, nhưng mà nó vẫn rất là insightful, rất là inspiring. Thì có một số cái điểm mà mình muốn liên hệ lại những cái kiến thức mà tụi mình dạy ở trong khóa học á. Thì đầu tiên là cái lúc mà anh Phát nói về cái việc tại sao mình lại đi làm là để add value á, thì nó khá là, thực ra là nó y chang cái cách mà tụi mình định nghĩa cái việc mà làm product management là cái gì á. Thì như mọi người có thể nhớ hoặc là ai chưa nhớ thì refresh lại, thì mình nghĩ làm product management là cái người mà đảm bảo được cái cơ chế trao đổi giá trị giữa user và doanh nghiệp nó diễn ra một cách nó bền vững. Thì cái chữ giá trị ở đây và cái việc trao đổi giá trị ở đây nó là cái trọng tâm, tại vì mình phải add value. Và thì mình mới nghĩ về add value và mình nghĩ về cái chuyện mà cơ chế trao đổi giá trị á, thì mình có thể từ đó nghĩ ra được là ok, vậy thì cái giá trị ở đây cho user là gì, cho doanh nghiệp là gì. Và mình bắt đầu đưa cái bản thân mình vô cái trạng thái mà suy nghĩ vào những cái đấy á, là nó sẽ mở ra khá là nhiều cái hướng suy nghĩ mà khá là hiệu quả. Đó là cái thứ nhất, và ngay cái buổi đầu tiên luôn tụi mình có nói về cái đấy. Thì mình nghĩ là những cái mà chia sẻ của anh Phát là nó khá là resonate về cái phần đấy. Cái thứ hai là cái việc mà stakeholder nó là một cái việc xuyên suốt trong quá trình phát triển sản phẩm.
Thì cái này nó là một cái kết quả của cái việc là mình apply những cái product mindset, mà cụ thể là cái việc mà thì tụi mình luôn nói là luôn phải nói chuyện với lại user đúng không? Nhưng mà nếu mà nhìn rộng ra thì cái việc mà nói chuyện với user là để mình có được cái thấu cảm, và cái chuyện mà nói, cái việc nói chuyện đó nó không chỉ dừng lại với user mà nó nên xảy ra với tất cả những cái người mà mình làm việc cùng. Tại vì stakeholder thì nó là tất cả những bên mà có quan tâm hoặc là có lợi ích liên quan đến những cái việc mình đang làm, thì nó là user, nó là developer, nó là CEO, nó là tất cả những cái người liên quan đến cái project của mình và trong công ty của mình. Thì cái việc mà mình apply những cái kỹ thuật nói chuyện với user, những cái việc như là đừng có nhảy vào solution nhanh quá, đừng có make quá nhiều assumptions, và đừng có gọi là tìm cách mà dẫn dắt người ta theo cái ý mà mình đã hiểu mà mình đã định trước. Thì đó là những cái kỹ thuật liên quan đến nói chuyện với lại user, nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể apply nó vào cái việc là hiểu được những cái người stakeholder của mình. Thì mình nghĩ đó là cái thứ hai mà anh Phát nói mình khá là resonate. Cái thứ ba là mình nghĩ xuyên suốt cái buổi chia sẻ của anh Phát thì có một cái ý, đó là, và cái này là cũng là một cái mà mình nói chắc cũng đâu đó vài lần rồi, nhưng mà thật ra khi đi làm sản phẩm lâu rồi mình thấy những cái quan trọng nhất trong việc làm sản phẩm thì nó không có nằm ở trong sản phẩm, tức là nó nằm ở bên những cái con người, những cái con người làm những cái công việc đó, rồi những cái process mà họ làm, rồi technology thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thì cái sự giao thoa giữa con người, people, cái cách họ làm việc, process và cái technology, cái công nghệ, ba cái đó giao thoa lại thì nó là những cái rất là quan trọng trong việc làm sản phẩm. Thì mình nghĩ là để mà hiểu được cái con người á, thì nó liên quan đến cái phần product discovery, user interview. Để hiểu được process thì nó sẽ liên quan đến cái việc là bạn phải nói được cái ngôn ngữ của họ. Giống như là hồi nãy anh Phát có nói là nói chuyện với developer mà không biết những cái nó rất là cơ bản về front end hay là back end á, thì mình không thể nào expect người ta có một cái sự tôn trọng với mình được. Và đó cũng là một cái lý do rất là căn cơ mà tụi mình dạy những cái delivery artifact như kiểu là workflow, hay là những cái như là object relational diagram, những cái mà mọi người sẽ nghĩ là tương đối technical, nhưng mà nó chỉ là một cái hé thôi vô cái thế giới mà về sự phức tạp mà developer họ phải đối mặt. Thì khi mà mình học về những cái đấy thì mình mới appreciate, mình mới gọi là bắt đầu cảm thông được developer họ làm những cái gì. Thì đó là cái mình thấy rất là hay. Yeah, thì đó là một số cái cảm nhận của Thành, và liên hệ, cố gắng liên hệ nó lại những cái nội dung mà tụi mình giảng dạy trong cái khóa học này. Thì chắc là tiếp theo thì chắc là không biết là Dương với lại Nam có chia sẻ cảm nghĩ không, hay là mình có thể đi vào phần Q&A luôn. Chắc vô Q&A luôn ha, để tiết kiệm thời gian. Thì bên qua thì mọi người có thể bắt đầu đặt câu hỏi ở trên phần chat đó. Thì em có một câu hỏi dành cho anh Phát. Thì em, tức là những cái kỹ thuật anh chia sẻ thì thường rất là hay á, nhưng mà em biết là đối với những bạn mới vô thì có cái rào cản, có một cái mental barrier nó rất là lớn về mặt là làm sao nói chuyện với lại người này người kia. Hoặc nói chung em nghĩ là cái bước đầu tiên thôi là làm sao để tiếp cận được cái người đó để mà nói chuyện á, thì có một cái đâu đó rất là khó về mặt tâm lý á. Thì không biết là ví dụ như với một bạn mà tương đối là mới đi, thì anh gọi sao là anh share với bạn cái những cái tip như thế nào để apply những cái mà anh vừa nói. Maybe ví dụ nếu mà anh khuyên lại anh của thời chập chững vào nghề đi, thì anh sẽ đưa những cái bài học này, nhưng mà cái cách apply như thế nào? Khoan cho anh định hình lại câu hỏi là, yeah, là nếu mình là người mới thì mình nên làm như thế nào, hay là mình gặp một bạn mới thì mình nên hướng dẫn bạn như thế nào, thì đâu mới là cái ý mà em đang muốn hỏi. Em nghĩ là cái đầu tiên anh, dạ cái đầu tiên. Nếu mình, là người mới, dạ đúng rồi. Nếu mình là người mới là như là, thì là mình là người mới thì dễ thôi mà, thì chuyển đổi công ty thì tự nhiên trở thành người mới thôi. thì mới hay cũ á, thì nó mang tính chất hơi trừu tượng. Thật ra ví dụ nha, ở thời điểm hiện tại đi, khi mà Phát đi làm hiện tại, Phát làm được khoảng 13 năm rồi. Nhưng mà khi mà mình, đối với Phát bây giờ đổi môi trường thì thật ra cái mới duy nhất đó là cái process, là product, là quy trình. Nhưng mà cách đây, ví dụ cách đây 5, cách đây 10 năm, cách đây nhiều hơn thế nữa đi, thì gần như mình mới mọi thứ, mình chả có gì trong tay hết.
Thì trở lại câu chuyện là chắc là sẽ chia thành hai ý. Trong trường hợp nếu ở thời điểm là trên những cái mà tôi đang có là cái gì tôi muốn approach một cái gì đó mới toanh, even nha, đó là một công ty mới, đó là một dự án mới, đó là một thậm chí là mình đổi một cái môi trường hoàn toàn mới luôn, từ relocate qua một cái quốc gia khác tôi làm luôn, thì bỏ qua những yếu tố về mặt technical nha, bỏ qua yếu tố về mặt technical, tức là những cái thứ đó tôi cần biết, thì thứ quan trọng nhất á, mình cần phải hiểu được là cái văn hóa ở đó nó đang như thế nào. Thì cái việc cái văn hóa đó, ví dụ như văn hóa đó là cái văn hóa chia sẻ, hay là cái văn hóa đó là văn hóa mọi người sẽ more hơi kiểu defensive, hay cái thể loại nhiều hơn, thì tùy vào cái văn hóa đó mà chúng ta trở lại câu chuyện nha. Các vẫn apply cái công thức là IA và O. O là cái mà chúng ta muốn thích nghi với một cái môi trường mới, chúng ta cần phải làm một gì đó mới và chúng ta đang bị thiếu rất nhiều thứ. Thì cái A đó, cái R đó, cái event là gì, là chúng ta biết cái này hay chưa, chúng ta đang ở đâu, môi trường này đang như thế nào. Vậy thì để tất cả những cái đó tổng hợp lại thì cái R chúng ta phải take action là cái gì, thì dựa trên cái R đó maybe nó sẽ là những cái là mọi người sẽ phải hiểu. Một là trong cái công ty này, phòng ban này nè, thì bạn nào, những cái người nào sẽ là giống như kiểu là KPIC. Và thường với kinh nghiệm của Pháp, Pháp sẽ bắt đầu bằng những cái cánh gọi là đôi cánh thiên thần trước. Mình nhìn vào nguyên một cái tổ chức, mình biết là ông nào là ông thân thiện, ông nào là ông có thể giúp mình đi xa được hơn, mình sẽ approach từ những người này, và sau đó mình phát triển mối quan hệ dần 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 dần, ông này sẽ giúp mình quen người này người nọ, và đó bắt đầu build ra. Thì đó là một cái đầu tiên, coi ai là người PIC, ai là cái người có thể là thiên thần giúp mình lên. Thứ hai, đó là câu chuyện là bản thân mình sẽ phải rất nỗ lực trong câu chuyện là tìm hiểu những cái document đang có, những cái về mặt quy trình, những cái về domain knowledge, những cái về mặt hệ thống, những cái về thậm chí về mặt con người, về mặt structure. Bản thân mình phải tìm hiểu trước, trước khi mình đi hỏi. Nhiều bạn phải thấy có thói quen là bản thân phải luôn, cũng có thói quen là chưa tìm hiểu mà đã đi hỏi. Thì thật ra nếu mà chúng ta gặp những cái người mà nice thì họ sẽ cho chúng ta câu trả lời, nhưng mà gặp những người không nice họ sẽ trả lời, thậm chí họ không trả lời, hoặc nếu họ trả lời họ chỉ hỏi là chúng ta hỏi gì họ trả lời đó. Mà cái khó của mình chính xác là chúng ta đang mới mà, và you don't know what you don't know, đúng không? Chúng ta không biết gì mà chúng ta hỏi, thậm chí là hỏi chả liên quan hết thì nó không ra hết. Thì để giải quyết cái đó, ngoài cái câu chuyện là chúng ta xác định được là ai rồi á, thì mình phải nỗ lực rất nhiều trong việc là tự tìm hiểu, tự learning. Ví dụ nó take một cái scope hoàn toàn mới luôn. Đợt vừa rồi Tiki biến động, vừa rồi là phải 3 lần ôm scope mới. Chưa biết gì về retail cũng ôm, chưa biết gì về supply chain thì vẫn ôm, chưa biết gì về marketplace vẫn ôm, chưa biết gì về thanh toán vẫn phải ôm. Thì việc ôm đầu tiên là mình biết là ok, cái đó là cái gì, thị trường đang chạy như sao, người ta đang gặp vấn đề gì. Và phát tìm hiểu về document, đương nhiên mình sẽ ưu tiên những cái document đang có trong tổ chức. Mình sẽ tìm trên Google, mình sẽ tìm những khóa học, thậm chí là phát liên hệ với anh chị, bạn bè mà là expert trong lĩnh vực đó đó. Anh ơi, anh có làm cái retail rồi đúng không? Có gì anh share giúp em xem là hiện tại bên công ty anh đang như thế nào. Thì họ cho mình những cái concept. Và sau khi đó mình coi lại những document trong hệ thống. Trong đầu lúc này của mình ok, biết là cái chuẩn, cái lý thuyết nó như thế này, công ty đang như thế này, thực tế nó như thế nào. Và chúng ta lúc này cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi á, nó dùng từ là nó smarter hơn, nó thông minh hơn rồi. Vì nó không còn hỏi là cái đó là cái gì nữa, mà mình sẽ đặt hỏi là vì sao, và tại sao em hiểu là vì là retail nó phải như thế này, mà tại sao công ty mình không áp dụng, tại sao procurement là phải là sourcing rất nhiều những đối tác, mà tại sao công ty mình chỉ có một đối tác vậy chị. Thì đó là những câu hỏi nên đặt. Thì đó, tóm lại, xác định được PIC rõ ràng, nỗ lực trong việc tự tìm hiểu những tài liệu. Và số 3 là câu chuyện là chúng ta sẽ phải build bản cho bản thân mình nha, những cái mô hình hóa, những cái summary về toàn bộ cái thử cảnh. Đó là cái mà phải có share với mọi người ở lúc đầu đó, là cái user journey mapping đó, nó là một cái hình dáng như thế luôn. Toàn bộ sản phẩm chúng ta, người dùng chúng ta, nó đang đi theo một cái journey như thế này. Để đạt được journey đó, người dùng sẽ làm action gì, trên những action đó nó có những hệ thống nào, những touch point nào, phòng ban nào, anh chị nào. Và cái đó nó giúp phát build được toàn bộ cái mô hình hóa của hệ thống. Và khi mà phát nhận một cái dự án hoặc nó làm việc với ai, phát biết là cái cục này đang nằm trong cái đâu trong cái toàn bộ. Và giả sử phát fail đi, phát biết là ok, nếu phát fail nó có rủi ro gì hay không. Thì từ việc mình nghe, mình biết được, mình về mình thu thập, mình build thành một cái sơ đồ của mình. Rồi sau đó khi mình build xong á, cũng đừng assume là nó đúng. Phát catch up tiếp, liên tục catch up mà. Phát nhờ những người mà có expert rồi, anh ơi, bữa giờ anh đi catch up rồi nè, thì đây là cái em đã hệ thống hóa lại rồi, anh nhìn lại giùm em xem đúng không. Kiếm những ông thiên thần mà lúc đầu mình đi tắt nữa, ông sẽ cho mình những feedback.
Không, cái chỗ này chưa đúng đâu em. Chỗ này nó vậy nè, chỗ này nó có rủi ro thêm. Và keep cái việc đó nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại đến một thời điểm nào mình thấy ok, nó vừa đủ. Ví dụ catch up với sếp mình, những cái bạn mà thậm chí nó thấy nhiều bạn mới vào công ty tiếp xúc một cái môi trường mới đi, không book, không chủ động book những cái meeting với lại line manager của mình một đường buổi nào. Mọi người luôn expect là sếp phải book mình, xong cuối cùng sếp có thể bận, có người nay không, thậm chí có người nay luôn nhưng mà họ rất bận thì sao? Là bản thân mình sẽ phải tự chủ động, sao phải mới biết ok em book anh trước mắt là một tuần một lần nha. Hay là cái người đó, ví dụ bản thân Phát đi, khi mới vào công ty ngày xưa mới vào rap mới toanh luôn, mà Phát là BM của rap đầu tiên ở Việt Nam, rất là sợ, không biết tại vì có ai để hỏi đâu, tại vì Việt Nam trước giờ có ai đâu, có mình nè, mình là người đầu tiên luôn thì phải làm sao. Thì lúc này bắt đầu đi approach những người nào là phòng ban này, bên chỗ sale, bên chỗ finance, bên chỗ kế toán, hết department này kia, mà thậm chí mình nói luôn là nhờ chị chia sẻ cho em cái A, cái B, cái C, aspect của chị là cái gì, có khó khăn cái gì không. Mình cũng là empathize mà, mình đừng chỉ approach người ta theo kiểu là em muốn cái này chị share cho em đi. Nếu mọi người approach kiểu đó, người ta sẽ rất là dè dặt trong việc là mình. Cái câu hỏi phải đặt được lại stakeholder khi mà phóng qua đó là dạ em muốn biết về cái quy trình của team chị như thế nào, mong đợi của chị là gì, chị đang gặp khó khăn gì không, mà nếu chị phải làm việc một VM như em, chị có expect gì không. Mình luôn đặt là người ta đang muốn gì thay vì mình muốn gì, và sau đó hệ thống hóa lại và phải nói chị à, cho nó, tại vì mình còn làm mấy lâu dài mà, cho em phép em đặt chị Minh Ly cách chức nha, hoặc là bay Minh Ly cũng được, 2 tháng lần nếu mà chị quá bận. Trong những cái phần đó mình vừa empathize được người ta mà mình vừa build được cái mối quan hệ dần, mà quan trọng nhất là mình có được một cái gọi là guidance, là weekly, Minh Ly với người này với người nọ. Thậm chí mọi người nên làm theo kiểu là Minh Ly thay vì ngồi họp qua meeting đi, dạ hôm đó em lên văn phòng, hai chị em mình đi ăn nhé, hai anh em mình đi ăn nhé. Đó cũng là cách để mình build quan hệ mà. Thì từ những người đó mọi người sẽ phát sinh ra được thêm là người vừa quan hệ nè, vừa kỹ thuật nè, vừa kiến thức nè, quy trình này nọ nè. Và thậm chí khi mọi người gặp khó khăn, những người đó cũng sẽ support mình rất là nhiều thứ nữa. Thì đó là cái kinh nghiệm của anh khi mà tiếp xúc với một cái gì đó mới, project mới, môi trường mới. Còn câu hỏi là nếu mà phải hướng dẫn cho một bạn nào đó mới toanh để được như mình thì cũng đừng expect là họ sẽ phải senior như mình. Trở lại câu chuyện, mình phải hiểu là họ đang là ai, họ đang gặp khó khăn gì. Và cách Phát làm thì đơn giản hơn là Phát cũng sẽ gạch đầu dòng với họ, và Phát biết là bạn này nên làm cái gì thì cũng gạch đầu dòng, hoặc là thậm chí mình có một cái tài liệu và onboarding, Phát share thẳng cho bạn đó, đây là những thứ em cần phải làm nè, em làm đi khó khăn gì đó. Thì đối với những cái bạn mới thì Phát nghĩ là cũng tùy vào level, cũng tùy vào cái kinh nghiệm của bạn đó. Những cái bạn mà senior rồi á, mọi người đi hướng dẫn là mày phải làm thế này thế nào, họ còn ghét mình thêm á. Thằng này đang không tin tưởng tao, nó nghĩ tao là ai vậy. Trường hợp này có nha. Rồi, thì đó là câu trả lời cho Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh Phát. Thì câu rất là hay, mà em muốn follow up thêm tí xíu là ví dụ với những bạn mà newbie trong ngành, tức là những bạn junior, beginner, thì nhiều khi không phải lúc nào cũng may mắn gặp được một người sếp tốt như anh Phát là list ra là bạn nó sẽ cần phải làm những cái gì, cái gì, cái gì, mà nhiều khi bạn phải tự đối mặt với việc deal với những cái stakeholder như vậy. Thì anh nghĩ là anh có lời khuyên gì cho những bạn junior mới vào ngành khi mà bạn tiếp cận với việc làm việc với stakeholder? 2 cái thôi, nhiều cái lắm nhưng mà anh nghĩ là 2 cái quan trọng nhất. Thứ nhất là mọi người sẽ phải cực kỳ nỗ lực 200%, 300% so với người bình thường. Bởi vì bản thân cái junior không phải là tức là cái event là mọi người phải chấp nhận đó. Mọi người đâu thể nào chuyển mình đang từ junior thành senior được không? Nên để vượt qua, để overcome được cái event đó thì cái R là mọi người sẽ phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần. Mọi người đừng so sánh là thằng đó nó tàn tàn thì tao cũng tàn tàn, thằng đó đâu có senior như đâu có junior như tao đâu. Nên là mình, bản thân mình sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều lần. Cái nỗ lực đó nó sẽ phản ánh bằng là mọi người phải làm cái gì, mọi người tự tìm hiểu. Thậm chí nhé, Phát highly recommend luôn, nếu mọi người cảm thấy là mọi người khó khăn trong việc đọc hay là không hiểu được nó quá chuyên ngành, đăng ký ngay những cái khóa học. Bạn làm một cái domain mới toanh về kế toán, bạn chả biết gì về kế toán, bạn newbie kế toán thì why not đăng ký vào ngay đại học kinh tế học một khóa kế toán ngắn hạn đi cũng được mà. Không, đăng ký khóa của ông Thành đi, giới thiệu về khóa ông Thành này, ông Thành dạy cho PM nè, ông cũng có PM nè. Thì mình phải nỗ lực hơn họ rất nhiều lần, nên đừng so sánh là thằng kia nó tàn tàn thì tao cũng tàn tàn.
các kiểu thì đó. Rồi khuyên thứ nhất là mình phải tự nỗ lực, còn nỗ lực để làm cái gì thì mọi người sẽ phải tùy tình huống, mọi người đều biết mọi người phải làm cái gì. Cái thứ hai, Phát vẫn highly recommend là mọi người sẽ phải seek, phải tìm được một cái thiên thần nào đó để giúp mình, bởi vì không có gì đó mình làm một mình được. Và trong trường hợp như Dương nói, không phải lúc nào sếp mình cũng nice, thì đâu phải sếp mình là thiên thần đâu, thì mình tìm thiên thần khác. Đâu có ai cấm mình là không được tìm thiên thần ngoài team đâu, đúng không? Thì cứ tìm xem, đi cứ đi dạo dạo chiều chiều 3 giờ, đi rảo 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 ra công ty, cái mặt thằng nào mà cười phớ 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 ở cái thằng này hay cười thì chắc là approach được nè. Còn không mà đang đi tia tia nha. Một số cái tip mà Phát nghĩ là nó hơi kiểu chợ búa. Trưa thấy cái thằng đó và tôi muốn tiếp cận ông đó, thấy ông đang ngồi cà phê, đang đi ngang, thấy đang đi một cà phê, sáp vào giả bộ mua cà phê luôn. Ủa anh làm phòng ban đó hả? Em mới vô nè, thảo mai tí đi, có sao đâu. Nhưng ít nhất mọi người đã có được một cái lời chào cho người đó rồi, đúng không? Thậm chí thấy ổng đang ngồi cà phê, đúng không? Kiếm cái tranh thủ có cái ghế kế bên đang ngồi sắp sắp lại gần, ngồi tám chuyện và bắt đầu bằng những câu chuyện. Đừng bắt đầu ngay vào công việc, hãy kiếm những nó eye breaking, coi ổng quan tâm cái gì, năm mấy cái gì. Đó là cách mà Phát thường làm. Dù tôi muốn approach ông đó, thì ông này là cái ông mà hay nói đạo lý, ông này ông hay nói sách, đúng không? Ok, tôi sẽ nói về mặt quy trình với ổng. Ông này thấy hay chơi game, đúng không? Em cũng chơi game, về học cách chơi game đi rồi nói chuyện với người ta. Ok, ạc ở thảo mai. Nhưng mà Phát không như không thích lắm cái từ thảo mai nha. Tại vì nếu mà mình build mình thành một cái hình tượng là một con người thảo mai, nó giống kiểu mọi người đang giả dối á, nó không đúng. Mọi người hãy tạo cho mình một cái thói quen, Phát gọi đó là cái phản xạ thói quen. Ví dụ ngày xưa đi học võ, chút biết võ chút thôi, thì mới đi học võ thì thầy bảo là đứng đấm, thì cho nên trong đầu của mình á, mình luôn nghĩ là phải ra đường đấm, tay phải thủ vô, đấm là phải đi ra, phải xoay lại. Trong đầu của mình á, đang là step by step bằng đấm. Nhưng nếu mọi người đấm 100 lần, đấm 1000 lần, 10000 lần, lúc này cái quả đấm của mọi người không phải là mọi người hình dung nó ra, nó xoay tay như thế này, đơn giản phục răng cái là xong. Thì lúc này cái việc cái quả đấm của mọi người nó là một cái phản xạ, chứ nó không còn phải là mọi người đang follow theo cái quả đấm đó nữa. Thì cái tương tự như vậy luôn, cái việc mà chúng ta đang build cái relationship, chúng ta đang build cái stakeholder influence các thể loại, mọi người đừng nghĩ là chúng ta phải bị áp lực bởi vì chúng ta phải làm bước này, chúng ta phải gặp ông đó, chúng ta phải làm bước nọ bước kia, mà hãy build nó thành một cái thói quen kiểu là tôi trân trọng, tôi respect con người đó, tôi hiểu được cái con người đó, tôi empathize được con người đó, và chúng ta tạo nó thành một cái thói quen luôn. Thì nó tin rằng nếu mọi người build được phần stakeholder thành một thói quen rồi á, mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận con người khó chịu, mọi người sẽ dễ dàng, thậm chí là trong trường hợp mọi người bị cái người khác cố tình làm khó mình, thậm chí là họ không happy với mình luôn, mọi người cảm thấy rất kiểu an yên luôn, kiểu hoan hỷ bỏ qua. Chắc là ổng có khó khăn gì hay sao mà ổng không ưa tao, tôi kệ, thì mình cũng vui cười với họ bình thường thôi. Thì mọi người sẽ được một cái kiểu là chấp nhận nhiều hơn. Và như nãy có bạn nào nói anh không nhớ, thay vì mình cố gắng thay đổi người khác khó quá, sẽ thay đổi mình đi. Mình không influence được ổng, đúng không? Ổng vẫn cứ khó chịu, ổng cứ vẫn cứ gấu chó, đúng không? Ok, tôi thay đổi tôi đi, tôi chấp nhận nhiều hơn, tôi chịu nghe nhiều hơn, tôi sẵn sàng gọi là chấp nhận bị chà đạp một tí, nhưng mà mình nghĩ tích cực một tí đi. Chắc là thôi kệ đi, ổng chắc đang cãi nhau với ai đó thôi, vậy thôi. Còn tùy đó, thì đó là câu trả lời kế tiếp cho cái phần sub của Dương. Dạ rồi, cảm ơn Phát rất nhiều. Thì có một câu hỏi của chị Mai, thì chắc là em xin phép đó là câu hỏi cuối cùng của buổi hôm nay ha. Không biết chị Mai có muốn unmute để hỏi luôn ta. Phân tác là chị Mai với anh Phát có quen biết nhau. Có hả? Mai. Người chị Mai này làm ở Coi Trà đó anh. Coi Trà. Ủa? Ủa? Ok. Chị Mai có tiện mở mic để hỏi luôn không chị? Em mở mic cũng được. Dạ. Kiểu tại ok, hello anh. Không quen đâu. Cũng khỏi bình thường. Hello Mai. Thì nói chung là mỗi lần nghe thì lại có mấy cái khác nhau, với cả situation nó cũng khác nhau. Thì update cho anh là em cũng không còn được coi ra nữa, nên là cũng không còn quen biết nhau nữa đâu. Quên. Ok. Okay. Em muốn hỏi là cái khi nãy anh có mention đến cái mình sẽ kiểu gọi là gì nhỉ, anh nói là
build một cái sơ đồ của mình hay là mô hình hóa gì đấy dựa trên cái journey user mapping đúng không? Thì lấy cái đấy làm một cái căn cứ để mình mô hình hóa nó lên đúng không? Thì hiện tại ví dụ như em cũng đang chuẩn bị vào công ty mới ấy, thì cũng đọc một số tài liệu và họ có vẽ cái mô hình đấy rồi, tức là họ vẽ rất là chi tiết luôn, nhưng mà đọc đúng là kiểu không hiểu, có thể là mình không biết về cái domain đấy hay là đấy, làm sao để mình có thể gọi là, thế là coi như đến cái phần journey user mapping là gần như em đọc lướt qua, sau đấy thì em bỏ qua luôn, tức là kiểu nghĩ là tại vì một phần là mình không hiểu nó, một phần là ok có thể mình không biết là cái mức độ quan trọng của nó như nào. Xong sau khi hôm nay em sharing thì lại thấy à, cái này là một cái mà mình cần phải pay more attention và mình lấy cái đấy để mình bám vào. Thế thì bây giờ làm sao để mình gọi là approach nó với cả cái này một cách nó hiệu quả hơn, và có thể là ok em đọc lần đầu thì em bỏ qua đi, hoặc lần sau em phải quay lại, hoặc là nên làm như thế nào để mình cái cách mình mô hình hóa như nào cho nó hiệu quả với những cái người mới. Chuyện không của riêng ai. Khi mọi người vào một cái gì đó mới toanh á, mọi người coi những cái tài liệu, những cái mô đồ workflow đi, khoan nó về cái mấy cái về đơn giản nhìn một cái workflow thôi là thấy bắt đầu hoa mắt. Tại vì again, chúng ta là người mới. Và thật ra cái mô đồ đó nó không build cho người mới, nó build cho expert. Mình phải luôn đặt một cái nền móng là như thế. Vì không ai build một cái mô đồ hầm hố như thế để cho người mới đọc hết. Họ build cho những expert tại vì nó phục vụ cho mục tiêu công việc là chính, chứ nó không phục vụ cho mục tiêu onboarding. Cho nên một số cái tip dành cho Mai như sau. Thứ nhất, hãy build một cái dành cho riêng mình, và cái đó là của riêng mình và chỉ một mình hiểu thôi. Cũng đừng expect là tôi build cái này ra sau là tôi sẽ để lại cho hậu thế, tôi phải làm cho nó đẹp, không cần thiết. Cái này làm ra là để cho mình, bản thân mình là người sẽ xài nó. Thậm chí nếu mọi người sau này quen rồi xé bỏ đi cũng được. Còn nếu mà kiểu có tâm này nọ thì build ra để sau này đàn em nó vô nó đọc này nọ thì ok. Nhưng mà cũng tương tự như sau này đàn em nó cũng sẽ y chang như mình, nó đọc cái của mình cũng chả khác gì mình đọc cái của ông anh mình. Cho nên thứ nhất, build lại cái mô đồ đó dành cho riêng mình. Và mình build theo kiểu là cái cách mà Phát hay làm á, là build từ top xuống down. Mình bắt đầu từ những cái to. Cái to đó mình mới chẻ nhỏ ra từ từ. Mà mình thay vì mình đi một lần mình đi cố gắng mình đi hết á, mình sẽ đi từng cái section nhỏ thôi. Thế lấy ví dụ như là khi mình build một cái user journey mapping cho một cái khách hàng họ mua trong cái trang thương mại điện tử nào đấy, thì bước đầu có phải là bước awareness, bước thứ hai là bước consideration, bước thứ ba là bước conversion, bước thứ tư là bước loyalty hoặc là retention gì đó. Ví dụ vậy đi, mình có 4 bước thì mình hãy bắt đầu bằng 4 bước đó. Rồi mình bắt đầu ok, về mặt awareness tôi phải cần những hệ thống gì, user cần phải làm gì, tương tự như vậy luôn. Giả sử awareness là tôi cần phải aware về những cái sơ đồ trong công ty, tôi cần phải aware về những cái quy định công ty, thì những action là gì, những khó khăn là gì, ai là người có thể giúp tôi được. Làm từng cái. Và sau khi build xong á, đừng quên là hãy đi validate lại, là mình cầm cái đó. Và cũng đừng đưa cái sơ đồ đó, nguyên một cái sơ đồ to đùng nó cho cái người nào mình cần validate. Mình hãy kiếm những người nào, thứ nhất là những người nào mà am hiểu và sẵn sàng sharing, sẵn sàng support mình á. Cắt nhỏ nó ra, sâu một phần thôi. Em hiểu vậy nè đúng không? Nhờ họ gọt giũa lại cho mình. Khi mà họ gọt á, trong quá trình đó đó, mình nghe, mình tiếp thu, mà mình lên liên tục nha. Không phải là mình vẽ xong là mình bỏ đó. Trong quá trình mình nghe, mình revise, mình validate, mình cũng học từ những cái phần đó luôn. Và Phát tin rằng là không có một cái mapping, không có một cái sơ đồ nào là perfect. Nó luôn được gọi là append lên dần dần, nó luôn được gọi là improve lên dần dần. Có thể sơ đồ của bạn giai đoạn đầu nó cực kỳ đơn giản, mình càng làm nó càng advanced hơn. Đến một lúc nào đó bạn chả cần sơ đồ, bạn đã hiểu hết hệ thống rồi, ai nói gì bạn biết này, thì lúc đó xé bỏ sơ đồ đi cũng được. Nhưng đừng expect là mình build một cái sơ đồ gì đó nó đầy đủ, không bao giờ nó là đủ hết. Bao nhiêu là đủ đâu. Nhiều khi lúc đến lúc mọi người nghĩ là đủ, nó lại phát sinh thêm cái ca mới thôi. Cho nên cái thứ hai là build một, đầu tiên là build cho mình. Thứ hai nữa là cố gắng slide nhỏ nó ra, cắt nhỏ nó ra. Cái thứ ba là luôn validate để make sure được là cái tôi hiểu nó đang đúng với cái thực tế đang diễn ra. Và cái cuối cùng là chấp nhận sai, chấp nhận thất bại và chấp nhận nghe chửi luôn. Đôi khi ví dụ tôi build ra, tôi validate, thậm chí cái kỹ thuật tôi hỏi nó không đúng, hoặc là tôi hỏi không đúng người, hoặc là tôi hỏi không đúng chỗ, hoặc là họ trả lời mà tôi hiểu sai ý. Thành ra tôi hiểu sai, cuối cùng tôi làm sai. Bản thân chúng ta sai là để lên, không có sai là để buồn.
cho nên là cứ chấp nhận sai thì trở lại cái cuối cùng là cái gọi là cái tâm lý của mình thôi, cứ chấp nhận sai, không đừng sợ, và mọi người phải dấn thân thôi. Nếu mọi người không làm thì mọi người đã sai ngay từ đầu rồi, còn nếu mọi người làm sai thì mọi người có cơ hội sửa sai mà. Nhưng cũng phải lưu ý nha, một số cái tip lưu ý là tùy cái sẽ có những cái sai sửa được và những cái sai không sửa được. Ví dụ những cái mo về hệ thống, những cái thiên về finance thì theo phát nó không sai là sai không sửa được, hóa đơn mà sai là chết kiểu vậy. Thì mọi người phải cực kỳ lưu ý là cái gì là sai không sửa được, thì những cái gì mà sai không sửa được đó mọi người phải put thêm nhiều effort, thêm nhiều công sức, thêm nhiều thứ vào và đến kỹ vào, và thậm chí là có thể nhờ những người khác support mình. Đừng cố gắng làm mọi thứ một mình nhé, có thể share ra hoặc là hợp tác với ai đó, coi là có ai vào chung mới vào đường này chung với mình không, làm đôi bạn cùng tiến, mày với tao cùng hỗ trợ với nhau, share thêm view chẳng hạn, hoặc là không cần phải vào cùng đợt, bạn nào mới vào chừng 2-3 tháng, 3-4 tháng cũng được mà, chưa chắc những cái bạn đó cắt trời nhanh bằng mình đâu, cho nên thử mời họ thì họ cũng được benefit từ mình mà, hai bên cùng phối hợp lẫn nhau để mà approach theo những cái gì đó mới toanh. Thank you anh. Yeah, rất là hay. Có một cái ý nữa em muốn add là thật ra là ngay từ ban đầu mà mình cố gắng mình hiểu một cái bức tranh tổng thể quá thì nó cũng khó. Thì em nghĩ là một cái góc nhìn mà đối với em đã hữu dụng á, là tìm cái chỗ mình add được value ngay và cố gắng build được cái mapping về cái những cái thứ, không phải là hệ thống nhưng mà những cái thứ đang xảy ra xung quanh một cái khu vực mà nó tương đối nó local, nó được cô lập và cố gắng tạo cái không value trong cái không gian đó. Và mình sẽ có cái thứ nhất là mình sẽ có động lực, tại vì mình tạo value và mình nhận được feedback như là sếp khen hay là cái gì đó thì mình sẽ có motivation để mình tiếp tục mình expand cái vùng mà mình gọi là cái vùng mà mình master đi. Thì em nghĩ là đó là một cái hướng đi. Cái cách này hay và valid nha. Thật ra là rất là valid luôn á. Một số tình huống mình phải approach theo kiểu bottom up lên như thế. Là nãy phát xem mọi người là top down là cách phát thường làm. Nhưng mà thật ra bottom up là thay vì, tức là tôi vẫn tìm hiểu những cái chung chung nha, để mình có được một bức tranh tổng thể. Nhưng mà trong trường hợp nó quá sức hoặc là nó tốn quá nhiều thời gian mà nó cần nhiều thứ á, thì có thể bắt đầu bằng cách là tôi pick một cái dự án gì đó nhỏ nhỏ, tôi làm dự án đó, tôi lên những kiến thức, tôi lên những quy trình xoay quanh cái đó, rồi tôi phát triển ra dần. Nó giống như kiểu virus vậy đó, bạn nắm được một chỗ xong bạn lây ra dần thì tương tự vậy luôn. Mình làm một cái thứ khác, mình biết được quy trình để làm cái thứ này rồi thì mình bắt đầu mình tiến xa hơn nè. Ok, vậy nếu tôi làm những cái quy trình khác, những cái hệ thống khác, project khác thì sao? Thì những cái thứ mình học từ những cái nhỏ, có thể là quy trình nè, có thể là một số con người có thể làm quen được nè, rồi một số cái về mặt hệ thống mình cũng bắt đầu làm quen dần dần, thì cái cách của Thành cũng rất là valid nha. Là mình đi từ bottom up lên, mình bắt đầu lan tỏa ra dần cái sự hiểu biết của mình á. Và again luôn, khẳng định với mọi người luôn, không bao giờ là đủ. Mọi người đừng expect là em phải hiểu hết hệ thống. Thậm chí mọi người làm 3 năm chắc mọi người hiểu hết hệ thống. Nếu mà không thực sự là sát sao á, khó lắm. Yeah. Ok, em nghĩ đó cũng là câu hỏi cuối cùng để mà wrap up lại buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chắc nhờ Dương wrap up ha. Ok, thì nãy có cái câu của anh Phát là hay, là có hai câu. Thì câu đầu tiên là sai để học chứ không phải sai để buồn, cho nên là mình cứ, mà nhất là mình là người mới á, mình nên chấp nhận sai rất là nhiều để mình học được nhiều bài học. Với lại cái thứ hai á là, trời tự nhiên quên mất cái ý này, em thấy cũng đắt giá. Ok, lỗi em quên rồi. Nhưng mà nói chung là cái câu vừa rồi chắc là cũng là một cái bài học rất là giá trị để wrap up lại câu hôm nay. Thì cảm ơn anh Phát rất là nhiều một lần nữa để sharing cho tụi em. Và cũng tụi em sẽ upload cái này lên YouTube nên cũng sẽ có rất là nhiều bạn được lắng nghe cái chia sẻ của anh Phát. Thì cảm ơn tất cả mọi người, dù đã rất là trễ rồi và đã thật ra cũng lố giờ nhưng mà vẫn ngồi lại đến cuối cùng để nghe những chia sẻ của anh Phát. Thì cảm ơn tất cả mọi người, thì tụi mình xin wrap ngày hôm nay. Ok, cảm ơn mọi người nha, và cảm ơn anh Phát rất là nhiều. Yeah, hy vọng là sẽ có cơ hội cà phê chém gió và mời anh chia sẻ thôi một lần nữa. Ok, goodbye. Bye bye mọi người.